Cho phép gọi anh là anh nha. Dạ. Anh được xưng anh là anh nha. Dạ. Thì anh lên đây nói chung cũng rung lắm, rung với hồi hộp lắm. Trong đầu mình nhiều cái mình suy nghĩ nhưng mà kiểu rung hồi hộp mình không nghĩ được nhiều anh. Bây giờ gặp em đây là trong mắt anh chỉ là hình bóng em thôi. Trong mắt anh chỉ là hình bóng em thôi. Trong đầu anh giờ chỉ là em tên là Nguyễn Đức Trương, 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh. Trương làm công việc gì Trương? Dạ hiện tại thì em đang làm công nhân. Tại đợt trước em cũng đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Bao nhiêu năm? 6 năm. 6 năm. Vâng, em đi 6 năm nên là bây giờ về em cũng có định hướng là cuối năm nay hoặc là đầu năm sau làm kinh doanh, mở quán ăn hoặc là nhà hàng gì đấy. Kiểu tốt, một định hướng tốt đó. Mời nhà gái. Em chào chị Ngọc Lan cũng như là anh Quyền Linh và tất cả các khán giả. Em là Mỹ Kim, em đến từ Bình Dương. Hiện em đang là trưởng phòng kinh doanh của bên công ty bảo hiểm Mekong Life. Năm nay em 30 tuổi. Nữ lớn 2, trai lớn 1. Quá đẹp luôn ấy. Không sao đúng không? Đẹp. Được hả Trương ha? Không vấn đề gì ha? Con thích người lớn tuổi hơn mình. À dạ. Dạ gu mặn quá. Gu mặn quá. Nhiều khi trong cuộc sống hay là trong xã hội bình thường thì nhiều khi mình còn không hiểu thì người ta sẽ chỉ về. Tư tưởng này khoái nào đó. Mình có ưu điểm, gì chưa? Em là một người vui vẻ, hòa đồng, dễ tính, thích ca hát với lại thích tìm tòi. Chẳng hạn như là máy móc sửa hay là nhảy hay là gì đấy. Chút xíu mình biểu diễn cho nhà gái biết một chút tài lẻ của mình nha. Mình có tật xấu gì không? Nói ra thì cũng nhiều lắm. Giống kiểu thích tìm tòi nhưng mà con biết một chút chút chút, nói chung là có biết rồi. Thì con thường thường là con không có đam mê theo đuổi tiếp, theo đuổi chuyên sâu ấy. Nhưng có một cái mình phải biết hết. Đó là cái đam mê của mình, cái nghề nghiệp của mình phải biết cho tận cùng luôn. Chứ cái gì cũng chút hết là... Không phải, đấy là cuộc sống ấy chú. Ừ. Tức là cuộc sống con muốn biết nhiều thứ. Biết nhiều thứ thoải mái rồi. Cho nó đa dạng phong phú mà. Nhưng mà cái nghề mình phải biết cho tận cùng nha. Đã là đam mê thì mình phải cố gắng. Đúng rồi, chứ không biết chút chút mà không được. Thôi, mời nhà gái. Rồi, mình nói về ưu điểm của mình nè. Ưu điểm của em thì hoạt ngôn, tự tin trước đám đông với lại là mẫu người chăm sóc gia đình. Chị tưởng đâu ưu điểm của em là nhậu chứ chị thấy em đem bình rượu lên là chị thấy dạ. Chị mệt rồi. Cái gì đó. Chị nhìn là chị muốn xỉn rồi đó. Gì có bình rượu nữa hả? Trời ơi, hồi nhậu không? Trời ơi, dạ, cái này cũng là ưu điểm của em. Công việc của em có liên quan tới cái này không? Dạ có, kinh doanh rượu. Kinh doanh rượu nha, là bên đây tửu lượng dữ lắm nha. Uống được không, Trương? Dạ con uống dữ lắm. Coi. Đô con một lon lận. Mình có mấy mối tình rồi Trương? Hiện tại tính đến bây giờ thì tầm khoảng 3 mối tình. Mối tình dài nhất là mấy năm? Khoảng gần 2 năm. Gần 2 năm. Tại sao mình lại chia tay? Ở bên Đài Loan cũng có quen một người. Bọn con thì thương nhau thật lòng, thương nhau nhiều lắm. Nhưng mà tại vì hoàn cảnh gia đình, rồi là khoảng cách địa lý, phong tục tập quán, gia đình người ta không muốn con lấy ở chồng xa, con cái nó khổ ấy. Có chuyện gì thì người ta không giúp đỡ được nhiều, xong rồi người ta suy nghĩ nhiều ấy. Con là người hiểu chuyện ấy, con không muốn bố mẹ hay gia đình hay là bạn ấy suy nghĩ vì nhiều, gia đình trong nhà người ta phải lo lắng nhiều thì con không muốn. Ừ, mình rút lui. Vâng. Rồi nhà gái mình bao nhiêu mối tình cơ? Em thì 3 mối tình, nhưng mà mối tình gần đây nhất là kéo dài 5 năm và kết thúc được hơn nửa năm. Kéo dài tới 5 năm mà sao chia tay? Chắc là do quan điểm sống của hai người không có hợp nhau. Với lại cái bản chất công việc thì bạn đi cũng hơi nhiều, với lại họ làm hoạt động hơi nhiều, cho nên là cũng không có thời gian chăm sóc em và quan tâm cho em. Trong 5 năm là em chờ hoài vẫn không nhận được một dạ, cái điều mà em mong muốn. Dạ đúng rồi. Kết thúc nửa năm dạ, rồi. Rồi giờ hết buồn chưa? Cũng hơi hơi. Cũng hơi hơi rồi dạ. Sao quen bạn mới được? Cái cơ duyên mà em đến với lại bạn muốn hẹn hò là không phải là em đăng ký, mà là em họ của em tự đau form về, xong rồi tự lấy hình em, tự ghi tất cả mọi thứ và gửi cho chương trình. Và cũng là một cái cơ duyên là ngay đúng ngày sinh nhật của em thì bên biên tập viên gọi và mời em đến casting vòng 1. Cho nên là em suy nghĩ là mình cần cho mình một cơ hội, với lại cũng khá là lớn tuổi rồi. Hồi nãy chị cũng lo lắng khi em chia sẻ là cho anh hỏi chút được không? Dạ. Người ta đăng ký giúp em này, chân tâm em có ý định em đến đây em kiếm một người bạn trai cho mình, một người chồng sau này không ạ? Hồi nãy người ta chia sẻ rồi đó chú ơi. Dạ vâng, em chào chị ạ. Người ta giải thích rồi, hồi nãy chị cũng tính hỏi câu đó rồi. Nhưng mà cổ cũng có nói là cái duyên số đó là gọi cổ lên casting vòng 1 ngay đúng sinh nhật của cổ. Thì cổ nghĩ là thôi cứ cho mình một cơ hội, mở lòng mình ra để đón nhận một cái chuyện tình cảm mới, để cuộc sống nó mới mẻ hơn, nó tươi đẹp hơn. Thật ra nếu mà tôi nhà trai tôi cũng đặt câu hỏi, ủa cái đó là giống như ép đi với đâu cơ. Không, cổ đã nghĩ thoáng rồi. Cổ đã muốn cho mình một cơ hội. Cô ấy vẫn còn suy nghĩ về cái người cũ một chút. Thôi bây giờ để mình qua mình hỏi
cho nó kỹ lại. Giờ còn nhớ Nhung gì không? Cũng xui hết rồi chị. Cũng thỏa đáng hết rồi. Cho nên là em bây giờ em muốn tạo cho mình một cái cuộc sống mới. Do là trước là em sống vì người ta quá nhiều. Em bây giờ em muốn sống vì em. Cuộc sống mà mình tự quyết định chứ mình không có muốn là vì những cái tác động bên ngoài mà ảnh hưởng đến cái tình cảm của hai đứa. Rồi bây giờ mình muốn người yêu thế nào nè? Tiêu chí sao chưa? Tiêu chí của con thì đơn giản lắm. Biết chăm lo cho gia đình, hiểu chuyện, biết chia sẻ trong cuộc sống hàng ngày, biết nhường nhìn khi mà chẳng hạn xảy ra những cái cuộc tranh cãi hay gì ấy. Đáng ra đàn ông là người phải biết nhường nhìn phụ nữ, nhưng mà nhiều lúc đàn ông có thể không kiềm chế được thì người phụ nữ mình phải kiềm chế lại. Cũng hợp lý. Mình là người đàn ông mình phải biết kiềm chế, rồi khi mình cố gắng kiềm chế nhiều hơn phụ nữ nữa, nhưng có lúc mình không thể kiềm chế được thì cũng mong người phụ nữ kiềm chế chút. Cái đó là nhường nhịn nhau đó. Đúng rồi. Cái này được không cưng? Dạ được. Bản chất của em thì trước kia là em khá nóng tính, mà nay là em kiềm được tầm khoảng 80%. Rồi, những cái tiêu chí bên nhà trai đưa ra thì nhà gái đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ em tự tin là tầm khoảng 99% anh. Quá dữ luôn. Đúng. Số 1, tôi coi mắt nhà gái đây. Chào em gái. Dạ, chào anh. Dễ thương, cười rất là tươi ha. Bây giờ em muốn mẫu người đàn ông lý tưởng như thế nào? Tiêu chí của em là cao, to, thơm. Cao, to, thơm. Thôi xin lỗi, hôm nay tôi cái mũi tôi bị hư, tôi không có hửa được. Thơm không? Thơm, có sức dầu thơm, cũng có thơm. Em thích thơm mùi tự nhiên hay là thơm mùi nước hoa hay là... Cái gì tự nhiên nó cũng tốt hơn anh, nhưng mà mình lâu lâu thì nếu mà tự nhiên thì nó không tốt thì mình phải có tác động vô. Mùi của anh thì không được có thơm lắm. Anh phải tác động từ bên ngoài cơ. Dạ nay có thuốc hết anh ơi, không sao hết. Bình thường có thể anh không có thơm lắm, em có thể mua tặng anh một chai nước hoa chẳng hạn. Không, cái đó mình phải tự cải thiện em ơi. Không, em thích người khác tặng hơn vậy. Sao khôn quá vậy? Sao khôn quá vậy? Người ta tặng mình xong đó là cái tình cảm người ta cho mình, người ta muốn cải thiện mình gì. Rồi, hiểu rồi. Chẳng qua là nói không rõ ràng cho nên là rất là dễ gây hiểu lầm. Ý là cái người phụ nữ tinh tế chút xíu. Đó, tinh tế chút đúng xíu rồi, đúng rồi. Đó, tặng. Ta đủ sức ta mua. Đủ sức mua nhưng mà là tinh tế xíu, tinh tế. Đây không phải là em đòi hỏi. Đúng rồi. Giống như tôi giờ tôi xài dầu dừa, những cái người kế bên muốn tôi thơm thì tặng dầu thơm. Tinh tế có tặng dầu thơm hay không? Tôi đang xài dầu dừa đó. Tặng cho ông buồn dừa về tháng dừa gì xài. Mở cái đi chỗ khác đi, xin coi. Nói chuyện với người gái thôi. Em nghĩ thế nào về làm dâu? Như em nói ngay từ ban đầu là em là mẫu người của gia đình. Nếu làm dâu thì cũng ok. Nhưng mà có thể là hợp với người này không hợp người kia. Thì em đòi hỏi là bạn nam phải có bản lĩnh để bảo vệ em. Em không thích nhất cái tật xấu gì của người đàn ông? Hút thuốc. Hút thuốc. Với lại không có quan tâm người mình thương. Vô tâm. Có hút thuốc không ấy ơi? Em có. Em có. Đó. Vì em anh có thể bỏ thuốc được không? Chứ không phải là trước mặt em thì không hút, mà ngoài sau em thì lén hút thì cái đó khó chấp nhận. Nếu mà anh có ý định bỏ thuốc hay gì, anh mà quyết tâm thì anh bỏ, anh không hút lén hay sao gì. Tính đến chuyện bỏ thuốc thì điều kiện cần và đủ thì em sẽ bỏ được thôi. Vậy cái điều kiện cần và đủ đó là cái gì anh? Là cần một chất xúc tác gì để kìm lại cái đấy. Chẳng hạn như... Chẳng hạn như gì? Chẳng hạn như là em đó. Tình yêu, một tình yêu chảy bỏng hay gì để em cố gắng rồi. Tôi tưởng không biết nói câu này là dở lắm nghe. Được mà. Tại lên đây em hơi rung ngay tại vì... Chứ bình thường nói dữ lắm hả? Bình thường thì em cũng nói vừa thôi. Em biết là em có cái ưu điểm gì không? Mà chị rất là trân trọng điều đó, đó là em có 6 năm em ở nước ngoài để em làm việc. Nó làm cho em có một cái sự trưởng thành rất là nhiều, cái sự tự lập rất là nhiều và bản lĩnh rất là nhiều. Nên là đối với chị rất là trân trọng những bạn mà đi hợp tác lao động như vậy. Dạ. Mình cảm thấy mình đủ bản lĩnh để mà mình chinh phục cô gái kế bên không? Bạn nữ cho em cơ hội em sẽ rồi. Cố gắng. Giờ mình hỏi người thân đi nè, đi với ai? Hôm nay đi với bố mẹ. Con chào cô chú. Chào anh Quyền Linh và cô Ngọc Lan. Dạ. Tôi là mẹ của Trương ạ, đến từ Hà Tĩnh vào đây tìm tương lai của cô dâu ạ. Như bố mẹ thì mong muốn hai bên hai con tìm hiểu. Cô thấy cô con dâu tương lai hợp với ý mình không? Nói chuyện thì cũng đã hợp nhau đó ạ. Hoặc hai con cho nhau cơ hội ạ. Ở nhà mình có hay xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không cô? Dạ cũng có. Ở nhà con biết chương trình là cũng nhờ mẹ đấy. À vậy à. Con về một tuần mà ngày nào cũng mở xem gì con nghe quen luôn mà.
Cảm ơn cô. Rồi em gái mình đi với ai cưng? Dạ em đi với lại hai người em của em với lại hai cô bạn thân. Dạ em xin chào hai anh chị MC và chào khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Qua cách nói chuyện của bạn nam bên đây á thì em thấy bạn là một người vui tính, hoạt ngôn. Em nghĩ là hai bạn sẽ cân bằng được cho nhau vì Kim cũng là một người rất là vui tính, hoạt bát, hòa đồng và tự tin nữa. Em hy vọng á là hai bạn sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và sau chương trình mình có thể tiến xa hơn được với nhau. Rồi, cảm ơn em gái. Mở rào. Bắt đầu đi Trương. Để đây em có bò hóa tặng. Dạ, em cảm ơn anh. Đúng đúng. Đến đây em cũng có phần quà cũng tặng cho anh. Nhậu hả? Cái ý nghĩa mà em mang cái bình rượu xăm này đến tặng là thứ nhất đó là em muốn tìm người thử rượu. Em kinh doanh về cái mặt hàng này. Thứ hai là nếu mà hai đứa mình không có đến được với nhau thì coi như là em đã có thêm một cái khách hàng mới. Trời ơi. Chiến lược. Tính toán dữ quá ha. Vì kiếm người yêu mà không được thì chắc có này lại về xây chuốc. Rồi hai bạn cảm nhận như thế nào về nhau? Trời em. Dạ. Trời em có cảm nhận gì về anh nhỉ? Em thấy anh là cái người vui tính. Tuy là nhỏ hơn em 2 tuổi nhưng mà cũng suy nghĩ cũng khá là trưởng thành. Ok. Cho phép gọi anh là anh nha. Dạ. Anh được xưng anh là anh nha. Dạ. Thì anh lên đây nói chung cũng rung lắm. Rung với hồi hộp lắm. Trong đầu mình nhiều cái mình suy nghĩ nhưng mà kiểu rung hồi hộp mình không nghĩ được nhiều ấy. Bây giờ gặp em đây là trong mắt anh chỉ là hình bóng em thôi. Trong mắt anh chỉ là hình bóng em thôi. Trong đầu anh giờ chỉ là em thôi. Thì anh cũng muốn tìm được một người yêu sau này có thể tiến tới là một người vợ cho mình, vậy là một người con dâu cho bố mẹ. Lên đây là mình cũng phải có duyên rồi. Em cho anh cơ hội để được làm quen với em. Dạ. Mình có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Sau này mình cảm thấy hợp thì mình có thể tiến tới xa hơn nữa. Có thể là mình không thể cho nhau được cái cuộc sống xa hoa phú quý, nhưng mà anh nghĩ anh sẽ là một bờ vai vững chắc để cho em từ mỗi lúc mỏi mệt hay là mỗi lúc áp lực công việc. Ngon, hay. Có vậy đó. Rồi giờ hẹn hò sao? Người Hà Tĩnh, người trong đây hẹn hò sao nè, tính đi. Em giờ là làm việc ở đâu nhỉ? Em ở Bình Dương. Hiện tại anh cũng ở Bình Dương, ở Tân Nguyên. Anh ở Tân Nguyên. Em cũng ở Tân Nguyên. Trời, ngon luôn. Hợp lý. Em ở Tân Nguyên, ở chỗ nào nhỉ? Em ở Bạch Đằng. À, thế cũng gần. Dạ, qua cũng gần nhau. Ba mẹ em cũng mất hết rồi. Em là cũng là một cái người là khá mạnh mẽ, quẹt tẹt ra là khá đàn ông. Anh có đủ cái mạnh mẽ double hơn để mà bảo vệ cho cái người mạnh mẽ như em hay không? Anh nghĩ anh đủ sức em ạ. À, mạnh mẽ không phải là vì cơ bắp hay không, là vì anh đây anh thể hiện sức mạnh ấy. Từ đôi tay anh có thể làm được tất cả em ạ. Tôi thấy rằng nhà tay tôi hơi bị được đó. Chị thích rồi đó. Nếu mà về làm dâu, giả sử trong cái cuộc sống hàng ngày á, mà em có lỡ lầm gì trong cái cách cư xử của em á, thì anh sẽ là cái người đứng ở giữa để giải hòa hay là cái người sẽ thiên về gia đình nhiều hơn? Cái vấn đề này á, đa số ở đâu rồi cũng sẽ gặp. Anh không bênh về bố mẹ hay là bênh về em. Ai đúng thì anh bênh thôi. Chẳng hạn như em đúng đi thì anh sẽ bênh em, xong rồi anh sẽ giải thích cho bố mẹ hiểu. Chứ anh không phải là bênh em xong rồi anh không nói gì bố mẹ hay là gì hết. Đổi lại với em cũng vậy, anh sẽ là người hòa giải đứng giữa. Anh muốn là cuộc sống gia đình mình sẽ hạnh phúc, sẽ viên mãn hơn. Anh đi xuất khẩu lao động từ 6 năm trước đi về đây thì muốn lập nghiệp, là cái dự định của anh là lập nghiệp ở Tân Nguyên, Bình Dương hay là ở một nơi khác nếu mà nó có cơ hội hơn? Tính ra thì anh bây giờ anh vẫn muốn lập nghiệp ở Tân Nguyên, Bình Dương thôi. Tại vì ở đấy cũng gần anh chị, với lại bố mẹ nhiều khi cũng đi vào đấy chơi nên là cũng dễ gặp mặt ấy. Thì mình có thời gian nhiều để gặp mặt gia đình hơn. Gặp em nữa chứ. Gặp em nữa. Khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn được, mình trao đổi vấn đề đi. Khoảng định bao lâu thì em không chắc chắn, là khoảng định 1 năm, 2 năm hay là mấy tháng. Tình cảm của mình đến một lúc nào đấy mình có thể là đồng cảm, hiểu nhau nhiều thì mình có thể tiến tới hôn nhân, mình suy nghĩ cái xa hơn. Nhiều khi người ta 1 năm, 2 năm, 10 năm nhưng mà người ta không hiểu nhau.
rồi người ta không thể chia sẻ, người ta cho dù tìm hiểu 10 năm rồi người ta kết hôn là người ta cũng chia tay thôi. Đối với anh thì đến cái thời gian mình cảm giác chín muồi thì mình có thể tiến tới hôn nhân. Không yêu cầu về vấn đề thời gian mà yêu cầu về cảm xúc ở bên trong luôn. Cảm xúc với là tính cách mình hòa hợp, rồi là mình có thể đối xử bao dung. Chẳng hạn như em đi, anh có làm gì sai hay gì phật ý gì, em có thể nổi nóng nhưng mà em vẫn có xử cái bao dung trong đấy, có thể bao dung được anh. Em nghĩ đến anh xong em có thể hà hòa. Em thực chất là một người rất giỏi chịu đựng, nhưng mà cái người mà đi cùng mình trên cái đoạn đường dài phía trước á, phải là cái người mà làm cho mình cảm thấy thoải mái nhất, mà đừng có để cho mình phải chịu đựng quá nhiều. Cái đấy là mình cái sự bao dung, mình sự cái cố gắng trong tình yêu. Bây giờ em trai đến nắm tay em gái đi. Hai người nắm tay, hai tay luôn, nắm hai tay nhìn nhau. Nắm tay nhau nhìn mặt nhau, ừ đúng rồi. Quan điểm về gia đình với con cái thì em suy nghĩ nào? Con thì trời cho nên là nếu mà mình có duyên thì em sao cũng được. Anh thì thích tầm hai đứa, một trai một gái là vừa đẹp. Dù đẻ hết hai đứa gái thì sao? Có thể là thêm đứa thứ ba, tầm 2 đến 3 đứa là đẹp. Anh rung quá. Không, tại anh bình thường đâu. Dạ. Không rung đâu. Em nghe hơi rung. Em rung hay anh rung? Dạ anh. Anh à? Đây, cơ ở đây mà. Không, bình thường tại anh để thế này không rung đâu. Anh cảm nhận gì về em được chấm được khoảng bao nhiêu điểm trước khi mà anh đến đây gặp em là bây giờ? Cái khoản chấm điểm này thì hơi khó. Dạ. Tại vì anh đánh giá con người bằng tính cách thôi. Lên đây thì anh chỉ chấm tầm 50-50 thôi. Đó là anh cũng nói thật, anh... Ok. Rồi, về vị trí. Anh thấy đây là cặp đôi khá hợp. Chúng ta bổ trợ cho nhau rất là nhiều thứ trong cuộc sống. Bạn gái đang sống một mình ở Bình Dương, đang kinh doanh. Bạn trai thì đang làm công nhân. Tại sao mình không hỗ trợ cùng bạn gái để phát triển cái thương hiệu cùng với bạn gái? Đây là con người bản lĩnh. Đây con người cũng bản lĩnh, hai người cũng có nghị lực sống. Bây giờ các bạn suy nghĩ cho kỹ. Bấm hay không là quyền các bạn. 1 2 3 Bây giờ chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Đang tay vô cho nó tình cảm nào. Đó, sắp sửa mình có dâu rồi nha. Hôn nhẹ lên má cô gái cái đi. Cái này à? Cho anh xin phép anh ôm em cả đêm. Dạ, ôm thôi chứ. Người ta ngại mà. Khoan, để Nguyên ôm Nguyên coi có cái mùi coi sao. Cái hửi cái mùi coi sao. Cái mùi sao? Dạ, như giới thiệu. Như giới thiệu hả? Đi đâu rồi con? Đi gì con? Con đi hẹn hò cô. Rửa nhà ai coi chừng nhà. Trời đất ơi. Dù gì vậy? Cô con của em hả? Thôi đi xuống. Con không có hẹn cái gì ở đây hết trơn á. Trời đất ơi. Ê, đừng có đuổi ta gì vậy? Không có được. Vô đi. Gì vậy? Chơi đuổi. Hả, cái này cháu của em. Hả? Cháu của em. Cháu thì cháu chứ ngồi xuống đó, tôi giải quyết. Ngồi xuống. Em đâu có hẹn hò. Ngồi qua đây. Không có được, trời đất ơi má. Không được, gia đình của nó gửi vô em. Ngồi xuống, ngồi em xuống. Chỉ là mai mối cho người ngoài thôi. Thì ngồi xuống tôi giải quyết, ngồi xuống. Con ngồi xuống không? Con ở đâu vô? Dạ ở Huế. Ở Huế? Dạ. Con đang ở với ai trong đây? Dạ ở bên nhà của cô. Ở nhà của cô? Dạ. Cô làm gì cô có quyền, ở nhà cô có quyền, còn ở đây là chương trình bạn muốn hẹn hò. Ai cũng có quyền đăng ký tham gia. Đừng lấy chuyện nhà làm chuyện chung. Chuyện nào ra chuyện đó. Quan kia tôi giải quyết cho. Thôi Nguyên Duyên. Thôi không được. Quan kia. Cái gì vậy? Bữa nay giải quyết rồi. Quan kia. Qua đây. Chương trình tôi đang tự nhiên đuổi con cháu tôi về. Để tôi lo bên đây cho. Cứ chào con. Dạ con chào chú. Con nhiêu tuổi? Dạ năm nay 24 tuổi. 24 tuổi hả? Dạ. Tên gì? Thương Hoài. Thương Hoài. Bên đây Thương Hoài 24 tuổi nha. Ủa mà cháu nó mà. Rồi anh tự làm mai mình anh luôn đi, làm mai với ai? Làm mai chàng trai. Chàng trai đâu? Kêu chàng trai ra đây. Giờ tôi không kêu. Chàng trai đâu xuất hiện. Bớt kia, ghế kia. Cái này ghế của tôi. Ở bên ghế của anh Huyền Linh. Xin chào chương trình, xin chào các bạn. Mình tên Thành Luân. Mình đến từ Bình Phước. Mình đang làm công việc ở gara sửa xe ô tô quận 7. Ủa, chưa hỏi gì trơn mà. Thôi tự em giới thiệu luôn. Giờ sao giờ là con hay em? Mời con ngồi hay mời em ngồi? Bên kia cháu cô. Dạ thôi mời con. Con á, vậy mời con ngồi. Thôi bây giờ nè, chú Linh hỏi nha. Dạ. Con vô đây ở với cô Cát Tường. Dạ. Con làm gì? Dạ con đi học nghe tóc thì nail.
Sao con có 23 tuổi mà con đi kiếm bạn gái, kiếm vợ làm chi vậy? Nói chung là môi trường mà xung quanh cạn kiệt phụ nữ nên... Gì gì? Cái gì? Nói cái gì vậy? Môi trường xung quanh cạn kiệt phụ nữ, ai nói câu đó? Nữ quá trời cạn kiệt đâu ra? Cạn kiệt là sao? Là do cái công việc của em là lúc nào cũng nằm trong xe hết, không bao giờ ra ngoài nên cũng ít tiếp xúc với phụ nữ. Nằm trong xe là sao, nói rõ không? Là em là thợ máy, em sửa xe không à. Không lẽ sửa cả ngày cả đêm, có thời gian nào riêng cho mình? Thời gian đêm thì lúc đó thì nó mệt mỏi rồi thì chỉ có đi ăn tối xong về ra quán cà phê ngồi xong rồi đi về ngủ thôi chứ. Vậy bây giờ nếu mà có bạn gái thì thời gian nào dành cho bạn gái? Thì khi mình có bạn gái thì tất nhiên mình phải dành một cái niềm vui nào đó cho bạn gái để mình tiến theo đường xa hơn nhé. Vui gì nói thử cô nghe vui không? Ví dụ như tối dắt đi uống nước, dẫn đi hồ đá chơi. Đó, con nghe bạn Lương Minh nói, kia nói chưa? Rủ bạn về, bạn dẫn đi hồ cá với nằm trong xe hoài con thích. Dạ đi hồ cả thì con không thích, đi công viên ngắm chó thì được. Trời ơi, sở thích gì kỳ lạ vậy? Dạ dạ, thì con thích chó lắm chú. Con thích chó hả? Dạ. Bây giờ nè, bên đây á, sở thích là dắt đi công viên ngắm chó. Bên kia sở thích là gì, có thể cho biết được không nhỉ? Sở thích của em thì em được thích ngắm gái xinh. Ngắm gì? Ngắm gái xinh. Ngắm gái xinh trời ơi. Dạ. Bên thích ngắm chó, bên thích ngắm gái. Nhưng mà hầu như mỗi lần em ngắm là đều bị mắng hố. Là sao? Tại sao bị mắng hố? Tại vì ở gara em là khu chung cư mà mỗi lần chiều đến về là chàng những cô có chồng nghe đâu rồi. Còn mỗi lần ngắm là mấy cô để ý. Mà để ý xong là họp dân phố lại là ra mét gara em. Trời ơi. Giòn cái gì mà đến mức mà phải ra họp dân phố? Nói chung là mình không có dòm gì nhiều, chỉ đi ngang thấy xinh ồ lên xong bắt đầu ra rủ thêm mấy người trong làm chung ô. Dạ cùng ô. Vậy là đi họp dân phố đó hả? Dạ. Gây rối trật tự. Gây rối trật tự, phá rối chị em phụ nữ xung quanh. À, nói vậy là xạo. Có phải là làm cái gì người ta chứ tự nhiên nhìn không là ồ cái mắt mới gì đâu. Vậy là kể chưa thành thật. Thành thật đi. Đây, thành thật thì em thì sửa xe á, rồi có nhiều lúc mà chui dưới gầm xe á, rồi những chị phụ nữ mà chiều đi. Đúng rồi, không, cái đó. Phải họp tổ dân phố chứ, đúng không quý vị? Có đôi lúc mình chỉ vô tình thôi chứ mình không cố ý. Vô tình mà còn kêu nhiều người mà kêu bằng vô tình. Không, này bữa nay tới đây được là mai đó. Tưởng đâu mặt mày bầm tím đi, không nổi tới đây rồi đó. Rồi vậy bây giờ em thích những ưu điểm gì của người bạn gái tương lai của mình? Em thì em thích người phụ nữ khuôn mặt dễ thương, nói chuyện dễ thương. Và thứ nhất là em thích gái có vỏ. Chi vậy? Tại vì những cái lúc làm mệt về đôi khi cũng muốn kiếm một người nào đó để đấu vỏ để xả chết. Sở thích lạ lùng vậy. Nãy giờ em nghe tiếng bạn nữ bên đó thì em đã thích rồi. Cùng miền Trung với em. À vậy hả? Dạ. Nói chung như vậy là nãy giờ em muốn dở màn lắm mà chưa có cơ hội để dở màn. Ai cho dở. Trời ơi, chưa gì đòi dở rồi. Bây giờ chú lên hỏi con nè. Dạ. Mẫu người yêu của con thế nào? Dạ mà nếu được thì có rau quen nón hay là lụng tiên hay là răng khển cầm trẻ càng tốt. Tao cười cô coi con. Em chẳng có những gì của bạn gái hết. Thì đó là nếu được thôi cho con. Đúng rồi, muốn người yêu của con là đừng có đòi hỏi hôn quá. Muốn người yêu mình đừng đòi hỏi hôn quá. Nói chung đừng có ép. Tức tự động con sẽ hôn đúng không? Giống như con khi nào mà hôn mà con thấy cảm thấy thì cảm thấy cảm xúc dâng trào thì con sẽ hôn. Bên kia yêu có đòi hôn không? Dạ có. Được quá, em qua coi trước nè, anh coi trước nè. Có gì đâu coi. Đâu quên hết. Ai nào coi thì coi gì hết. Thôi để anh coi. Coi bên này làm sao mà cứ nằm với coi người ta hoài. Được, đẹp trai. Sao cô chịu không? Nhỏ hơn lớn hơn con tuổi con chịu không? Dạ chịu. Chắc chắn chịu không? Dạ chắc chắn. Thề đi. Thề. Thề sao? Thề dù người đó có lớn hơn 1-2 tuổi cũng chịu. Do vậy nó khiến dễ thương quá. Đẹp như con Cát Tường vậy đó. Trời ơi. Bên kia có đồng tiền. Dạ. Trẻ của Cát Tường nhiều. Tóm lại là nếu con là cháu chú cũng chịu thế con á. Dạ. Được á. Dạ. Nhưng mà có tật đừng có nhìn người ta mặt mấy, đừng nhìn nữa nha. Thề không? Thề. Thề thầy cho con kia nghe đi sao? Bỏ không nhìn sao? Thề đi. Xin thề với bạn gái anh đó là nếu mà sau này có xảy ra anh chàng đó chắc không dòm nữa đâu, dòm bạn gái thôi.
được cắm mày à. Thôi con nghe cho con. Dạ tùy con nha, chú biết nha. Thôi tôi bỏ tay rồi, đừng có thừa chú nha. Rồi kéo màn lên, chú này chú hồi hộp thôi, không được chắc cô Cát Tường chửi chú chắc nát luôn á. Hãy vô tự giới thiệu vợ, tự xây ghế nhìn luôn đi chứ còn cái gì. Tới từ từ, đừng có nhìn. Nhìn thấy được chưa? Dạ thấy tắt bính là rất ok rồi á. Tắt bính ok hả? Dạ cho em giỡn mặt đi. Mày muốn vợ lắm rồi nè. Dạ, chào anh. Chào anh, thấy em gái. Sao? Dạ anh thấy em. Ê, sao chưa gì kêu bạn gái rồi. Anh thấy em sao? Em thì rất là dễ thương, không có lấy đồng tiền. Ra Huế bao giờ chưa? Mình chỉ mới ra tới Quảng Nam mà chưa ra tới Huế. Có tỉnh ra Huế không? Thì hy vọng là trong tương lai chắc sẽ ra. Nếu được chắc tháng sau cũng ra. Còn một phút nữa nói tiếp đi. Mình cao mấy? Mình cao 1m74. Không cần mình đứng cho mình bạn coi không? Anh gia đình? Mình là con cả trong gia đình. Mình còn một đứa em trai nay đang học 12, một đứa em gái này đang học lớp 1. Em không thích con trường cho lắm. Con trưởng như con thứ rồi. Nhưng mà em bị lén. Tại vì nhà em của anh nó nắm quyền hết. Dạ anh còn nguyên như vậy hả? Dạ anh còn nghe lời mẹ không? Mẹ thì tất nhiên phải nghe rồi. Mẹ là người trên nhất mà. Nghe lời mẹ để bỏ vợ hả? Không, lúc đó để cho mẹ với vợ tự xử đi. Nhưng mà mình cũng hy vọng là khi mà bạn thương mình thì về chắc chắn bạn sẽ thương mẹ mình. Thì mẹ mình rất là dễ thương. Dạ. Rồi hết giờ. Rồi chúng ta có 3 khắc để xem ai sẽ là người bấm nút và ai người không bấm nút, hay là hai người đều bấm nút. Chuẩn bị. 1. Hai. Tôi mệt rồi nha. Kia đầu chắc ký con gái hoài. Ba. Hư rồi anh ơi. Chưa bấm thì nó là hư rồi. Sao? Dạ. Bạn nữ bấm rồi đó. Bạn nữ bấm em cũng bấm rồi. Bạn hiện nay cảm giác sung sướng thế nào? Nói chung là tuyệt vời luôn, mà tối giờ em mất ngủ lắm luôn rồi. Chung là nãy giờ chỉ có điểm là được cái thiệt tình. Rồi hai người có thể nắm tay ôm nhau thật chặt. Không gì được không? Dạ mai một đôi cho nằm thịt ngon. Một đôi cho nó hết đó, rồi ok luôn. Rồi hai bạn chờ chúng ta sẽ quay số may mắn. Em vô giới thiệu làm anh lo lắng hồi hộp quá. Bởi vì anh bên kia không chịu nhuộm tóc à. Về xóa đi. Không em thích màu này. Ví dụ giờ yêu quá anh bắt phải xóa đi rồi có xóa không? Dạ không, anh yêu em thì anh yêu trọn vẹn chứ làm sao bắt em theo dạ, anh. Dạ bắt buộc anh phải kêu là xóa luôn, bỏ màu luôn thành màu đen chịu không? Màu đen. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh. Chị chào chị Cát Tường và chào tất cả các bạn có mặt hôm nay. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Lương, tên đầy đủ là Lê Văn Lương. Bao nhiêu tuổi bạn? Dạ em hiện tại là 32 tuổi. 32 làm nghề gì? Dạ em hiện tại là đang quản lý bên kinh doanh ạ. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Xin mời bạn. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và chào tất cả các bạn. Dạ mình tên là Nguyên, năm nay 28 tuổi, làm nhân viên xuất nhập khẩu, chuyên về chứng từ. Nguyên 28 tuổi. Dạ. Ủa quê Nguyên ở đâu? Dạ em ở Sài Gòn chị. Rồi trong cơ quan rồi có nhiều bạn trai không? Cơ quan em cũng có mấy anh sale nhưng mà mấy anh đó là có gia đình có con hết rồi. Thường những cái ưu điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em á là thích nấu ăn, thích làm bánh, em hay làm bánh lắm. Ngon không? Dạ cũng ăn được. Bánh gì? Dạ em làm cheesecake, làm bánh lăng rồi rau câu rồi nhiều loại bánh đó chị. Cái này được đó anh à? Dạ, cứ cuối tuần là vô bếp làm bánh thôi chứ không có đi hẹn hò. À, thì bây giờ vừa làm bánh vừa hẹn hò. Dạ, chắc cho ảnh làm chuột bạch. Anh Lương ơi, có thích ăn bánh không? Dạ, em thích lắm chị ạ. Nãy bạn nói là bạn quản lý kinh doanh. Dạ. Cụ thể là việc gì? Thì hiện tại thì quản lý kiêm giám đốc chi nhánh của công ty dược
hoa Việt. Thế còn Nguyên thì nãy là mình giới thiệu cái mặt mạnh của ha, còn những nhược điểm của mình. Em là cũng có hơi nóng tính, với là em cũng hơi thẳng quá, cái gì em cũng muốn rõ ràng hết, chứ không có lưỡng lờ con cá vàng. Nhưng mà mình duyên dáng như vậy, mình đã có người yêu chưa? Dạ, em cũng có 2 mối tình rồi chị, nhưng mà cũng chia tay cũng lâu rồi. Lâu là bao lâu? Dạ, chắc cũng khoảng 2-3 năm rồi đó chị. Bên kia có 2 mối tình, bên đây có mấy mối tình? Dạ, em thì có 2 mối tình á. Cũng 2 mối tình luôn? Dạ. Chia tay cách nay bao nhiêu lâu rồi? Dạ, cũng được 2 năm rồi anh ạ. Cũng 2 năm rồi. Lý do tại sao chia tay? Do là cái tính cách không chưa được hợp nhau, và cái là khác đạo nữa nên là... À, vậy. Vậy theo bạn, người nào mới hợp ý của bạn? Em thì cũng đơn giản lắm. Người cao 1m6 trở lên. Cao 1m6 trở lên. Thân hình cân đối một chút. Rồi. Biết chia sẻ, biết lắng nghe, biết vun đắp trong gia đình. Ở bên đây Nguyên muốn hỏi anh mà nãy giờ không dám hỏi là Lương là quê ở đâu? Em là quê ở Thanh Hóa đó. À. Lấy vợ về xong rồi đưa đi về Thanh Hóa hả? Ở nào nó phát triển tốt thì mình ở. Vậy về quê vợ ở được không? Dạ chắc là không được ạ. Lý do tại sao? Giống như mình mà ở đó thì nó có gò bó. Không có gì ai gò bó bạn. Nhưng nó không được thoải mái, nhưng mà mình tự do ở... Ủa mà anh ơi, bây giờ em ở Sài Gòn rồi anh sao anh? Sài Gòn thì anh thích rồi em ạ. Vậy sao anh không thích ở quê vợ? Anh đang hiểu anh Quyền Linh nói là quê vợ là hiểu nhầm sang là ở nhà vợ. Vậy anh có nhà chưa? Dạ chưa chị ơi. Trời, anh không có nhà đâu, anh không ở nhà vợ nữa, giờ ở nhà nào? Hiện tại thì mình cứ thuê ở nào đấy mình ở tạm đi. Cái gì mà anh không thích về người phụ nữ? Không thích xăm hình nè, nhuộm tóc nè. Không thích cái tính giống như một cái chuyện đó mà nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Rồi càm ràm á, phụ nữ hay dạ, đúng càm ràm đó. Mệt lắm. Thì em vậy như đó thôi đúng không? Dạ như đó thôi. Mình thích người yêu mình làm gì cho mình? Làm bánh. Cái mẫu người đàn ông bạn thích là người như thế nào? Dạ em thích người cao hơn em khoảng 1m7, tại vì em 1m65, không có gia trưởng, không hút thuốc và không có vũ phu đánh phụ nữ. Bạn có cái hình mẫu lý tưởng nào không? À, anh Quyền Linh bên bển chị. Thấy chưa? Thấy được chưa? Trời ơi, gì vậy? Nhìn nụ cười đó, nụ cười như hơi lên cao đó. Sảng khoái quá. Bạn kia bạn nói vậy rồi đó, mình thấy mình đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ, em đáp ứng được khoảng 80% đó. 80% rồi. Kìa, có người kìm tìm kìa. Dạ, chào chị. Anh cao bao nhiêu? Dạ, em cao 1m74. 1m74 là vượt chỉ tiêu rồi ha. Dạ. Mà hiện giờ là anh ở với ai? Em ở với là ông anh ạ. Còn gia đình còn ở ngoài quê hết? Gia đình ở ngoài quê hết rồi chị. Bên đây người ta nhuộm tóc đỏ lòm mà sao mặt rất duyên dáng, có điều nhuộm tóc thì về không thích thì nhuộm đen lại thôi, đúng không anh Linh? Dạ. Yeah. Đẹp mà. Tại vì mình có định kiến không thích nhuộm tóc là sao, phụ nữ người ta làm đẹp chuyện bình thường. Em thì dễ thay đổi lắm chị. À, dạ. Thôi em ba phải. Ủa người dễ thay đổi vậy là có lập trường đâu hả anh? Khi mà mình biết cái nhuộm tóc đó thì cái ấn tượng ban đầu không tốt, nhưng mà mình có thể mình sửa được. Bây giờ lỡ người ta có xăm nơi bắt dế những cái con bướm rồi sao? Xăm là... xong là không chịu rồi. Bây giờ là không thấy, bây giờ cưới về mới thấy rồi sao? Cưới rồi mới thấy rồi, thôi xong rồi chị. Là bỏ luôn hả? Hay là ván đã đóng thuyền rồi? Ván đóng thuyền rồi. Ván kia nay đã đóng thuyền rồi. Lát nhớ kiểm tra nha, tôi thấy có rồi đó. Có không? Để anh lo cái vụ này cho. À, kiểm tra nha. Rồi anh kiểm tra luôn. Trời đất ơi, thiệt đó hả? Dạ. Nhờ tôi thiệt đó trời. Kiểm tra, kêu kiểm tra nha. Dạ em chào anh Quyền Linh. Ôi, nói cái đồng tiền sao mình như có giếng vậy ông ơi. Khen qua khen lại nữa. Má rồi đẹp vậy trời. Này có thẩm mỹ không? Dạ quét không. Quét lỗ nghe má gì không? Dạ không, tự nhiên anh. Sao mà nhuộm tóc đỏ khè vậy? Hả? Bởi vì anh bên kia không chịu nhuộm tóc à. Về xóa đi. Thôi em thích màu này. Ví dụ giờ yêu quá rồi anh bắt phải xóa đi rồi, có xóa không? Dạ không, anh yêu em thì anh yêu trọn vẹn chứ làm sao bắt em theo anh. Dạ bắt buộc anh phải kêu là xóa luôn, bỏ màu luôn thành màu đen chịu không? Màu đen thì chịu. Màu xanh rồi. Dạ không. Có xăm không? Dạ không. Có. Ủa mà giờ có thì sao? Có mình chịu không chịu? À, dạ không có xăm. Không có xăm không? Dạ. Thiệt không? Thề. Trời ơi, gì chưa chân thề tình luôn. Thề ha. Rồi yên tâm rồi, không có xăm. Anh kiểm tra hết rồi. Dễ thương. Sẽ hù người ta. Nó có lỗ lòng người ta chứ. Chưa gì chân thề nôn quá. Hả? Nôn quá. Nôn nôn hả? Nôn nao rồi. Nôn nao. Bây giờ cơ quan em quản lý nhiều cô đẹp sao không quen ở cơ quan mà tới đây làm gì? Có gia đình hết rồi. Có gia đình hết hả? Dạ. Có nhóm bạn đi theo hả? Đúng rồi. Tao đi hỏi nhóm bạn coi. Chào các bạn. Vâng, chào anh Quyền Linh ạ. Anh vậy mà nó không có người yêu là sao?
Vâng, thưa anh Quyền Linh, là anh Lương thì mấy năm vừa rồi là cứ mải miết với công việc. Đây là ba bạn cùng làm một công ty. Là lính là của anh hết hả? Dạ, em là lính của anh Lương đấy. Lính mà dễ gì em nói xấu sếp. Vậy hỏi chị, đẹp trai gì mà dễ gì không có ai theo. Đừng có gì giả bộ, tôi làm mai xong rồi mai tự nhiên có người đánh ghen mệt lắm nha. Có người yêu cơ quan không? Dạ không anh ơi. Chắc chắn ha? Dạ chắc chắn. Bắt tay cái rồi. Dạ. Thề giống bên kia đi. Thề luôn ạ. Thề luôn, thôi. Hai bên thề luôn rồi. Bây giờ mình kéo màn cho hai bên gặp lại nhau đi. Chứa gì đã thề. Hồi hộp chờ đợi. 1, 2, 3. Quay qua bên kia. Chào em. Đó. Em chào em. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Cậu hai người cao bằng nhau luôn. Thấy em xinh. Ồ, má lúc đồng tiền thì giống chị Cát Tường. Dạ em cảm ơn anh. Giống Cát Tường ế chứ lại. Em em đến đây tìm người yêu mà anh. Có bạn cơ quan làm mai Cát Tường luôn đi. Anh cho em hỏi là anh có biết làm việc nhà hay nấu ăn gì không ạ? Ồ, anh biết làm. Mấy công việc đó thì anh làm được. Dạ, anh biết san sẻ công việc với vợ đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Thế anh hỏi khi mà quen nhau thì bao lâu thì em có thể là kết hôn, lập gia đình được? À, em cũng lớn rồi đó. Nếu như được thì mình tìm hiểu rồi khoảng vài tháng hoặc 6 tháng. Anh thích cái điểm này. Dạ em không muốn lâu dài đâu anh. Tại vì nhiều khi lâu dài con người ta hay thay đổi lắm. Ờ vậy hả? Dạ. Thời gian ở trên này nó 2 phút thì mình không có hiểu nhau được. Thì anh cũng mong là mình có thể mình gặp ở ngoài để mình có thể hiểu nhau hơn. Chưa gì hẹn ngoài. Ai cho hẹn ngoài? Hẹn đây chưa xong. Hẹn đây chưa xong hẹn ngoài gì? Hẹn ở đây. Mình tiếp đi. Suy nghĩ của anh về tình yêu hôn nhân sao ạ? Đó là cái sự hai người đồng cảm biết chia sẻ cho nhau. Dạ. Anh có kiểu như là anh có hay lén phén hay là giống như có người yêu rồi nhưng mà anh hay có so sánh người yêu anh với người phụ nữ khác không? Ờ, cái này thì anh không em ạ. Dạ. Dám nói có. Giờ còn 30 giây nữa hả? Nói một câu thiệt là ngọt ngọt, tôi nói mát như đường cát, mát như đường phèn coi. 2, 3, bắt đầu. Cái này thì mới hôm nay là cơ hội để mình quen nhau thì cái gì cũng phải từ từ đúng không ạ? Thì hôm nay thì có cơ hội rồi mình ra ngoài mình cũng là làm quen. Mình ra ngoài mình làm cái gì ra ngoài hoài vậy? Rồi mình tính chuyện trên đây, tỏ tình trên đây nè, làm gì đi để cô quyết định cô bấm nút hay không mới có ra ngoài chứ. Hát bài đi. Hát bài đi kìa, dưới đồng nghiệp kêu hát bài kìa. Em sắp bài làm vậy nhé. Quá dữ. Làm vợ anh nhé, anh sẽ có một bờ vai thật rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em. Thôi không hát được đấy. Em đã cố gắng. Hát bài này với mấy người rồi? Dạ, em là được tin đó. Thiệt không? Thiệt luôn đây. Chắc như đinh đóng cột đó. Rồi, hết thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. Đó, chuẩn bị nha. Suy nghĩ thật kỹ quyết định nha. 1 2 3. Hay quá rồi. À, bạn trai hồi hộp luôn. Dạ em hồi hộp lắm ạ. Nếu bạn nữ không bấm thì sao? Dạ nắm thì em buồn thôi ạ. Nãy anh đòi nắm tay đâu, giờ nắm tay thử coi. Sáu tháng cưới luôn hả? Dạ đúng ạ. Được không? Dạ được. Nôn quá rồi đúng không? Bỏ ra luôn là cái điều đó chị cảm thấy nó không có ổn chỗ nào. Em nghĩ sao về cái nhận xét của bạn trai bên kia như vậy? Em thấy con trai vậy là không có được. Em thấy là ví dụ như yêu nhau thì có gì góp ý sửa sai này nọ, chứ không nên cái tự nhiên cái thấy gì mới cái gì đó là đòi đợi vậy là không có được. Đúng rồi. Rủi lên mốt mình yêu nhau đắm đuối rồi cái mình làm gì chập ý cái ta bỏ mình thì đúng sao? Đúng rồi. Không, mình phụ nữ mình lúc nào cũng thiệt thòi đúng không? Phụ nữ là quá thiệt thòi. Chính vì vậy mình phải bỏ cả trước. Đúng rồi, đúng rồi. Chào em tên là gì? Dạ em tên là Thanh ạ. Thanh bao nhiêu dạ. tuổi? Hôm nay em 21 tuổi ạ. Hiện giờ Thanh đang làm gì? Dạ em là sinh viên mới tốt nghiệp của trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 ạ. Để từ từ để mời bạn trai ra để bạn nghe luôn nha. Xin mời bạn trai. Ồ.
Chào bạn. Xin chào chị Cát Tường và xin chào bạn nữ bên đó luôn ạ. Đẹp trai mà tới đây tìm người yêu. Tôi thật sự tôi cũng chưa tin lắm, nhưng mà để hỏi cái đã. Bạn tên gì? Dạ em tên là Lê Vũ Minh Triết. Năm nay em 25 tuổi. Lê Vũ Minh Triết. Dạ. Đang làm nghề gì? Dạ em làm nhân viên thiết kế quảng cáo. Nhân viên thiết kế quảng cáo. Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thật ra thì em chỉ có 3 mối tình thôi. Chỉ có 3 mối tình thôi. Nhưng mà hầu như là tình đơn phương không à. Là em đơn phương người khác thôi. À vậy à? Dạ. Bạn có tìm hiểu lý do tại sao ba cái mối tình đã chưa đến với bạn để hai người cùng tìm một tiếng nói chung chưa? Thật ra thì em cũng không tìm hiểu về lý do lắm. Chỉ biết là người ta không có chấp nhận cái lời. Bạn có thổ lộ chưa mà bạn biết là người ta không yêu bạn? Dạ rồi. Rồi dạ, thổ lộ rồi nhưng mà không được. Bạn thổ lộ bằng thư hay là lời nói hay là nhắn tin? Dạ mình bằng lời nói. Nói luôn. Dạ. Nói thẳng luôn. Nói dạ. Sao? Anh yêu em. Rồi bạn kia nói sao? Nhưng mà em không có yêu anh. Chưa gì chứ vô cái đập cái là anh yêu em rồi ai mà phụ nữ người ta có phải gì? E thẹn. Đó là nói thẳng tên. Có gì đâu, chuyện dạ. Bình thường đúng không em? Tình yêu đại hiếu rồi nó yêu thôi. À, trước giờ bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Còn nhỏ mà, đúng không? Dạ đúng rồi, em còn nhỏ cho nên là cũng chưa trải qua mối tình nào mà thật sự gọi là tình yêu và sâu sắc hết. Nghĩa là tình sinh viên, tình học trò thôi ha. Dạ đúng rồi đó chị. Những mối tình đó nó kéo dài được bao lâu? Dạ thật ra nó không có bắt đầu nên nó không có kéo dài. À, cái là... là em tán tỉnh bạn đó. Dạ. Em tán tỉnh bạn đó. Tán tỉnh sao em? Thì em tiếp cận bạn đó là em xì lốp xe của em cho nó lụng rồi em xin đi xe cùng với bạn đó đó. Em tự xì lốp xe của mình. Hả? À? Em với bạn thân em xì. À. Rồi cái mình làm bộ như xe mình hư rồi cái mình xin quá gian cái người mà mình thích. Dạ, ai à cái chiêu này mà tôi phải bắt trước mới được. Cái này ta gọi là gai hàng. Gai hàng, gai hàng. Ủa em. Dạ. Em có xài kem trộn gì không? Sao da đẹp dữ vậy? Trắng mà mịn không tì vết luôn kìa. Ngưỡng mộ quá à. Trời dạ không chị ơi. À, không có đi đâu ra ngoài hết trơn hả? Ở trong nhà không vậy hả? Dạ đúng rồi. Thường thường thì em giờ hiện tại thì em đang kinh doanh quần áo online tại nhà. Ừ. Nên là em không có đi ra ngoài. Em rất là xinh. À, cái gì cũng em rất là xinh mà tại sao em chưa có bạn trai thì chị cũng cũng hơi ngạc nhiên. Chứ em nghĩ là do em hơi bị mê tín xí. Mê tín là sao? Dạ thì em hay bị thích coi mấy cái như là cung hoàng đạo rồi là tuổi tác năm sinh có hợp nhau không á. Em bị mê tín hóa nặng luôn. Mặc dù em cũng biết mà em không có kìm lại được. Có nghĩa là mình biết mình như vậy là cũng có đúng không đúng lắm mà mình dạ, không kìm lại được. Dạ, cho nên là bây giờ sao em phải lựa chọn cái người đúng tuổi, đúng mạng, đúng rồi thì em mới quen hay sao? Chắc là vậy á. Nhưng rồi mà giờ em thấy là em thích ai á toàn trái tuổi trái cung không à. Nên là thôi em giờ kệ luôn. Thôi thôi giờ để hỏi tuổi trước đi. 25 tuổi con gì? Dạ tuổi con thích. Con gì? Con thích. Con thích hả? Dạ con thích là em của con rắn. Cũng hài hước quá. Con đứt bên đây có hợp không? Phải hỏi trước cái đó rồi. Bên đây em tuổi con gì? Dạ em con gà Quý Dậu. Rồi con gà mình cắn con rất là chết rồi. Đó, gốc, gốc, gốc. Gì nữa con gà ăn con không, gà với dạ, dạ, dậu, dậu tỵ rất là hợp nha. Dạ, dạ. Hình tỵ ngồi mùi thân dậu tức hệ. Hợp được dạ. Không? Có bậy nó bạ không à? Hợp chắc không anh? Chắc, chắc luôn. Bây giờ anh hỏi em là bạn kia rất tin dì Loan, bạn có tin dì Loan không? Dạ thật ra em không có tin dì Loan. Không có tin dì Loan? Dạ. Nếu mà bạn gái của mình rất tin dì Loan, cái gì cũng đi xem bói hết trơn, bạn nghĩ thế nào? Thật ra thì mỗi người một cái suy nghĩ, nhưng mà em nghĩ là nếu mà quen nhau thì mình có thể mình giúp cho cô đó, cô có thể là từ bỏ những cái thói quen. Nếu cô không từ bỏ luôn sao? Sao từ bỏ được? Cái đó em từ bỏ luôn. Nếu không từ bỏ là mình từ bỏ cô. Dạ. Trời đất, rồi hiểu luôn nha. Cắn, hiểu luôn nha con. Rồi em hiểu. Hiểu rồi ha. Rồi bây giờ mẫu người lý tưởng của bạn là gì? À, thì em thấy là cao hơn em xí khoảng 1m70 trở lên đó chị. À, có nét gì đó bí ẩn lạnh lùng để cho em chinh phục nữa. À, không thích con trai ẹo lạ. Bên kia có ẹo lạ không anh Linh? Dạ không chị, em men lắm chị ơi. Em không có ẹo lạ đâu nha. Dạ đúng rồi. Nhưng mà chị vẫn còn đang băn khoăn về cái điều em nói là người ta mê tín mình, người ta không bỏ thì mình bỏ người ta luôn, là cái điều đó chị cảm thấy nó không có ổn chỗ nào. Em nghĩ sao về cái nhận xét của bạn trai bên kia như vậy? Em thấy con trai vậy là không có được. Đó, em thấy là ví dụ như yêu nhau thì có gì góp ý sửa sai này nọ, chứ không nên cái tự nhiên cái thấy gì mới cái gì đó là đòi bỏ vậy là không có được. Đúng rồi, rủi lên mốt mình yêu nhau đắm đuối rồi cái mình làm gì trật ý người ta bỏ mình thì đúng sao? Đúng rồi. Không, mình phụ nữ mình lúc nào cũng thiệt thòi đúng không? Phụ nữ là quá thiệt. Chính vì vậy mình phải bỏ người ta trước. Đúng rồi, đúng rồi. Nghe bây giờ cũng hề, hai bên cũng hiểu nhau ít rồi ha. Dạ. Bây giờ dạ. Sở trường của bạn là gì? Dạ sở trường của em thì em có thể hát. Hát? Dạ có thể nói tiếng phim bộ Hồng Kông. Rồi thử cái phim bộ Hồng Kông thôi. Dạ. Hay tiểu muội à, tại sao
để cho Quỳnh chờ đợi lâu như vậy hả? 25 tuổi, 25 năm rồi mà chưa có gặp tiểu muội đó mà. Hôm nay được gặp tiểu muội thiệt là vui quá đi đó. Vậy còn bạn, bạn có sở thích gì? Bạn có năng khiếu gì không? Em thấy thì em có nhiều năng khiếu lắm. Nhiều lắm hả? Nhưng mà mỗi cái biết ít là thằng nào cũng không có gì gọi là... Đặc sắc. Đặc sắc. Em thích hát với lại biết nấu ăn. Em thấy hát một khúc. Em hát bài Chậm Lại Một Phút của Vân Mai Hương. Một khúc thôi ạ. Một khúc thôi, ok. Đâu chỉ vì nhớ, đâu chỉ vì quá yêu anh, đâu chỉ vì những môi hôn dành trao, mà em gọi anh trong ánh sao. Chậm lại một phút, chậm lại một phút giây thôi, chậm lại để thấy anh sao là em, chậm lại để thấy nơi đây là em. Đặt tay lên tim nhé anh, cho gần nhau thêm. Đáp lại, đáp lại liền, đáp lại ngay luôn. Yêu anh đi em, anh không đòi qua la 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 la. Chia tay anh không đòi lại qua la 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 la. Thôi tôi thích bạn này, tôi thích bạn này. Nói lại câu chị nghe coi. Ví dụ em khen chị đẹp đi. Dạ, thiệt là hôm nay chị Cát Tường xinh quá nhờ. Quá đi à, quá đi à. Được. Còn tài gì nữa không em? Dạ, em chỉ có tài hát với lại tài nói vậy thôi. Vậy thôi hả? Dạ. Còn nhiều trước quốc hết hả? Không, tài từ từ em để em thổ lộ cho bạn nó thấy rồi thì... Dạ. Đứng lên có cao nhiêu? Bên đây người ta đòi cao kìa. Dạ, em cao 1m73. 73, được, dạ. Chuẩn. Có cần xoay vòng rất mua đen, rất chuẩn. Hài hước, vui nhộn. Dạ. Nói chung là tôi thích rồi đó. Tôi thấy được rồi đó. Dạ. Chị thấy được rồi đó em. Chị thấy được chứ em cũng thấy được. Nhưng mà còn cái quan điểm hồi nãy là em phải triệt để. Cái vụ mà họ hở mà không được bỏ là em phải triệt để cho chị nha. Dạ, trước khi qua xem mặt á, anh thấy em cầm cái album này là gì vậy? Dạ, cái này là hình mẫu bạn gái của trong mộng của em. Cái này là cái phương pháp cua gái mới nè. Đưa bạn gái coi cái này là tôi hiểu liền ha. Dạ, dạ. Nãy qua anh xem cũng trắng như tâm. Không, tôi nghe mà tôi chưa có thấy. Đưa Anh sẽ đem qua cho em xem. Coi trắng. Đây, cứ cuốn này đây coi. Đây. Để anh xem nha. Không cần trắng như ngọc trinh. Mày trắng này nha, mày quá trắng luôn. Không cần xinh như tôm tích. Cái này xinh này nha. Xinh như tôm tích á không? Chị ấy luôn chung tình. Có chung tình không em? Quá chung tình luôn á. Quá chung tình. Quan tâm và tin tưởng. Tin tưởng không? Quá tin. Nếu như người kia tin thì mình sẽ tin lại. Có quan tâm mọi người không? Cái này tôi thấy sắc vỡ quá à. Em quá quan tâm mọi người luôn. Đôi khi tỏ ra dễ thương này khỏi cần nói. Cũng làm mình vui lắm đấy, vậy thấy vui rồi. Biết lao động bằng đôi tay, ủa lao động bằng gì? Dạ em lao động cả tay cả chân luôn. Lắng nghe người lớn dạy, có lắng nghe không? Dạ có chứ ông. Nếu mà chồng dạy nghe không? Chồng dạy nghe cái đúng thôi, sai phải nói lại chứ. Sai thì dạy lại đúng không? Thì dạy lại. Rồi, đây tặng em đi, chút kiểm tra coi được không? Nói chung là cuốn sổ của em á là bên kia còn hơn cuốn sổ luôn rồi. Hơn luôn hả? Hơn. Thôi bây giờ chúng ta hãy để cho hai bạn trẻ gặp nhau để cảm nhận và để quyết định. Đúng xem rồi. Chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau. Cái bàn lên. 2 phút gặp mặt để hiểu nhau hơn, để quyết định nhấn nút hẹn hò hay là không hò hẹn. Bắt đầu. Cảm ơn. À, nãy giờ ngồi bên kia thì mình có nói cái hình mẫu lý tưởng của mình á, với lại trong cuốn sách đó cũng ghi. Thì bạn, mình đã nói rồi những cái hình tượng, hình mẫu của mình rồi. Thì bạn nghĩ mình như thế nào? Có cái gì đó giống như những gì mình tưởng tượng á. Cũng hài hước, rồi cũng không có bột chột. Nói chung là mình thích. À, mình thích rồi. Mình rất là thích. Bạn thấy mình như thế nào, có giống như những gì bạn nghĩ không? Hơn cả trong cái cuốn sách đó nữa. Dạo này bạn cũng không có chuẩn bị gì quà cho bạn á, chứ mình tặng mình cho bạn được không? Không sao. Trời ơi. Sốc nha, sốc nha. Thật ra thì đến đây rất là vui được gặp bạn. Vậy thôi bấm nút đi. Trời đất ơi. Thôi gì nhanh còn lẹ. Thôi được rồi, vậy đi. Tôi đứng hình luôn vậy đó hả? Đứng hình luôn rồi mà quay qua đi. Tình yêu này vội vã lắm. Ủa cái gì chưa vậy? Gì đã tặng mình cho bạn rồi thì cái chuyện bấm nút nó chỉ cũng chỉ là hình thức thôi. Còn bây giờ bấm hay không bấm thì tùy các bạn. 1 2 khoan cho em hát một câu anh.
Rồi hát đi. Hãy nhân đi, nhân đi, nhân đi, đừng ngại ngùng. Không. Còn hát câu là... Thôi đếm đi. Một. Hai. Ba. Cái mồi biết bấm rồi. Ví dụ mà hát cái hát này tôi chị cũng vậy. Bên đây kìa, nhấn đi nhấn đi. Còn bên đây nó tặng mình cho bạn rồi. Hai bạn là không có kiềm chế được cảm xúc. Hai bạn làm quá nhiệm vụ của ông Mai. Nhiệm vụ ông Mai bà mối coi như trước quốc. Giờ đã vậy thôi tới luôn đi. Hai, hai người hung nhau cái coi. Đừng có hát nữa, hung đi, hung đi. Hung nhau đi. Hung nhau đi. À, hung nhau đi. Hai, ba. Chưa trúng mà. Chưa trúng. Chưa trúng. Hùng là phải trúng. Hùng là phải trúng. Hai, ba. Rồi mời hai bạn nắm tay nhau để cảm giác cái ấm áp của lần đầu tiên gặp mặt. Chúc hai bạn sẽ đi xa hơn nữa. Mình mời các bạn, hai bạn hãy nhìn về phía cánh cửa trái tim nha, để coi cái sự dự đoán của mình ngày hôm nay đúng hay sai nè. Bình thường tôi hay nói là phụ nữ luôn luôn là có cái gọi là cái thần giao cách cảm, cái nhảy, cái sự đoán nó hay hơn đàn ông. Để xem ngày hôm nay thì như thế nào. Xin mời các bạn. Tên. Đúng rồi. Hả? Đúng. Bây nay bữa nay chàng trai đúng nha. Em sai nha. Sai chắc bị phạt quá à. Sao? Cảm nhận đầu tiên nhìn thấy cô ấy như thế nào? Dạ em thấy xinh thì đúng vậy, ý mong muốn à ha. Dạ, chọn đúng bóc luôn ha. Dạ. Đã ha, chọn dạ. Nó nhìn sướng ghê luôn. Rồi giờ chọn sai rồi, giờ nhìn thấy anh này thấy sao? Dạ cũng được. Đen không? Dạ. Quá đen ha. Có hơi thôi chứ không có đen. Hơi hơi thôi hả? Vì tường phải nói lố vậy đó, vậy dạ. Em không bất ngờ. Rồi, cái này sao? Em tặng cho. Dạ, cảm ơn. À, hôm nay 1m7 đúng rồi. Dạ. À, này chỉ cần tập thể dục cho nó săn chắc khoảng chút là được. Em đâu cần thể dục đâu. Em cứ đi lên lầu xuống lầu riết à. Ồ, chuyên độ ha. Dạ. Rồi, thế thì bây giờ là... Và ngay bây giờ chúng ta đã thấy là bạn Nam đã ngồi vào vị trí của mình rồi. Wow, rất là dễ thương đúng không quý vị? Và bây giờ thì Tường sẽ ra ngoài và chào đón bạn nữ của chương trình ngày hôm nay nha. Rồi, mời em gái. Đó, bên trái này cưng. Rồi, ngồi có cái ghế, bước qua. Rồi, mời hai bạn nam và nữ mình tháo mặt nạ của mình ra nha. Ok, đẹp rồi. Phụ nữ là phải đẹp. Ồ, em chào chị. Rồi, chào em. Nam giới cũng phải đẹp luôn. Nữ đẹp, nam thì chỉ cần có tài là được. Rồi, Cát Tường xin cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng sự giới thiệu của bạn nam. Em hãy giới thiệu về mình nè. Em là Nguyễn Văn Thọ, em sinh ngày 5 tháng 8 1993, em ở Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Ngày 5 tháng 8 1993. Dạ. Ở Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ. Chi làng già rám nắng. Dạ, tại vì em đi nắng suốt. À, đi tắm biển không? Dạ có chị, nhưng mà ít khi lắm, tại vì em đi làm suốt à. À em dạ. Em đang làm công việc gì? Dạ em là tài xế, nhưng mà của hàng với hàng nội thất, em là chuyên viên ráp bàn ghế tủ giường. À vậy là chạy xe gì? Xe tải. Xe tải, xe tải. Dạ đúng rồi. À, đi ráp hàng tỉnh Sài Gòn như là các tỉnh miền Tây. Vậy hả? Vậy dạ. Là có đi qua đêm nữa đúng không? Dạ không, giờ tỷ thì con cũng có qua đêm. Qua đêm thì giờ tỷ như một ngày thì em cũng về, giờ tỷ như xong công trình là một bữa hai bữa là em về. Em thì ở Bà Rịa Vũng Tàu nhiều nhất. Dạ. Công việc ổn định không em? Dạ công việc em cũng ổn định. À, em chở đồ tới rồi em có lắp ráp luôn cho người ta không? Em vừa ráp vừa kỹ thuật luôn. Ồ, mền, giường, tủ đồ ghế. Kia, bàn ghế đồ dạ, ha. Dạ, thiết bị nhà bếp. À, thiết bị nhà bếp luôn, dạ. Rồi. Vậy là quê mình là ở Bà Rịa Vũng Tàu luôn? Quê em Bà Rịa Vũng Tàu, ba mẹ Vũng Tàu á. Ba mẹ Vũng Tàu luôn, nhà đông anh chị em không? Dạ, nhà em 4 chị em. 4 chị em? Dạ, tại em là con đầu. À, rồi giờ mình đang ở chung với ai? Dạ, em đang ở chung với dì. Ủa rồi ba mẹ đâu, ở chung với gì? Tại vì ba mẹ em là nên em ở với ông bà ngoại từ nhỏ tới lớn. Ba mẹ làm sao? Em ở chung với bà ngoại từ nhỏ tới lớn. À. Nên mến tay chân là em ở với gì? À. Bà ông bà mất là em ở với gì? À. Dạ. Vậy còn ba mẹ? Ba mẹ vẫn ở đường 2 tháng 4. Em thì ở bên Long Hương. À, là ba mẹ vẫn sống với nhau nhưng mà tại từ nhỏ em là bà ngoại bắt nuôi. Đúng rồi. À vậy dạ. À, rồi rồi. Rồi mình có qua lại với ba mẹ mình thường xuyên không? Vẫn có chị, em vẫn qua lại mà. À, dạ. Ông bà mất giờ ở với gì? Dì dạ. Ruột ha. Dạ đúng rồi. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em là lúc mà là hòa đồng với mọi người. Ừ. Cái gì em cũng làm được hết, biết nấu ăn,
biết làm đủ thứ hết. Dạ. Điểm yếu của em là không nhậu, không hút thuốc. Rồi, hay vậy, tài xế mà không nhậu, không hút thuốc. Dạ. Rồi. Em chỉ có cà phê thôi. À, đi xe lái uống cà phê uống cho tỉnh táo dạ, nha. Dạ đúng rồi, dạ. Rồi gì nữa? Dạ chỉ hết rồi. Điểm yếu có gì nữa không? Điểm yếu của em là chỉ hay nóng tính vậy thôi. Hay nóng tính. Dạ. Chạy xe đi đường mà tài xế mà nóng tính là hơi mệt à? Dạ không, nhưng mà ngoài đường thì em giải quyết được. Ừ. Giả tỷ như xe cộ thì mình vẫn giải quyết được chị. Ừ. Không mà, phải. Dạ. Thường thường nghề tài xế đi tới đâu có bồ tới đó có không? Dạ không chị, nếu mà có bồ thì đâu có lên đây. Dạ. Dạ. Cứ đi mấy lần đi tỉnh rồi qua đêm một hai đêm không có. Dạ không, tại vì em làm là theo công trình nhà. Ừ. Thì theo công trình, giả tỷ như em đi xuống em đo công trình xong rồi em về em làm thiết kế em làm. Ừ. Xong dạ. Cái chở xuống lắp ráp đi về. Chở xuống em ráp em về. Rồi, dạ. Ok, cảm ơn em. Rồi chào em gái. Em tên là gì? À, em chào chị, em tên là Võ Thị Hồng Ngọc. Võ Thị Hồng Ngọc, Ngọc nó lớn lên chút xíu nha, cho anh bên này nghe nữa nha. Rồi mình giới thiệu về mình xíu ha. Ngọc là quê quán ở đâu? Rồi em đang làm công việc gì Ngọc? Dạ em ở Phan Thiết chị. Ừ. Ở Phan Thiết, tường trại Phan Thiết, mình vô đây ghi hình luôn. Dạ. Wow, em vô tới hồi nào? Dạ hồi lúc 7 giờ sáng. 7 giờ sáng nay. Rồi giới thiệu tiếp đi nè. Mình đang làm công việc gì? Dạ em đang là lễ tân. Lễ tân cho một nhà hàng khách sạn. Ừ, vậy là mình làm giờ hành chính, làm thứ bảy chủ nhật mình nghỉ hay sao? Dạ em làm ca chị. À. Em làm ca sáng và ca chiều. Ừ. Ca sáng là mấy giờ, ca chiều là mấy giờ? Dạ ca sáng từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Ừ. Còn ca chiều là từ 5 giờ chiều cho tới 12 giờ đêm. Wow, 12 giờ đêm luôn. À, mình làm trong khách sạn ha. Dạ. Ờ, Phan Thiết hay. Dạ. Phan Thiết là cái nơi cũng trung khu trung tâm du lịch, nhưng mà cái giờ về làm cái ngành đó cũng ổn định đúng không em? Dạ. À, mình đang sống với ai Ngọc? Dạ em đang ở một mình ạ. À. Quê gốc của mình là Phan Thiết luôn hay ở đâu? Dạ. Rồi ba mẹ ở đâu? Dạ ba mẹ em mất hết rồi. À ba mẹ mình mất lâu chưa em? Dạ cũng mới mất. Mới mất. Là bây giờ sống một mình. Dạ. Nhà có mình đông anh chị em không? Dạ có hai chị em thôi chị. Là mình là lớn hay nhỏ? Dạ em là chị. Chị. Rồi còn em? Dạ em trai của em trai. À. Nó ở sống ở Mỹ. Ồ, là giờ sống một mình nên ở đây thôi. Dạ. Em trai đi Mỹ lâu chưa? Dạ 8 năm rồi chị. À là hồi xưa còn ba mẹ là mình mới mất đây. Bệnh hay em? Hay là dạ sao? Đúng rồi chị. Ồ. Giờ sống một mình nên như đó vậy đó, bà con cô bác xung quanh có không? Dạ có. À rồi công việc mình cũng ổn định ha em ạ. Dạ, dạ. Hồi nãy là Ngọc nói là Ngọc sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 92 ạ. 92. Bên đây sinh năm nhiêu? 93. 93. Dạ. Ồ, vậy là Ngọc lớn hơn Thọ 1 tuổi dạ, nha. Dạ. Có ngại gì không? Dạ không chị. À, Ngọc có ngại không? Dạ cũng hơi ngại. Cũng hơi ngại hả? Sao á trời, có 1 tuổi 1 à, thời buổi này tuổi tác cả chục tuổi còn chưa thấy gì nữa mà 1 tuổi đâu có nhầm nhò gì. Ừ. Quan trọng là bây giờ chị nghĩ cái hoàn cảnh của Ngọc là hơi một mình, hơi cô đơn ha, nên có một cái người để mà bảo vệ mình phụ dạ. Nữ mà không cũng phải có người đi đêm đi hôm, đi làm về cũng khuya quá ha, 12 giờ đêm nhiều khi là mình cũng cần có một cái người bảo vệ mình. Không bây giờ chị hỏi ví dụ nè, mà mình tìm được cái người ưng ý đi thì thí dụ như chồng mình mà ở không có ở cùng Phan Thiết với mình mà ở chỗ khác thành phố hay như ví dụ Bà Rịa, Vũng Tàu hay đâu đó thì mình có ngại là mình phải xuất giá theo chồng không? Dạ hay cũng được chị. À ở Phan Thiết là mình có nhà cửa gì ở đó không? Dạ có nhà. À nhưng mà mình đi theo chồng cũng được, mình không ngại đúng không? Dạ. Tại vì chị nghĩ cái ngành nghề của em thì chỗ nào mình làm cũng được đúng không em ha? Dạ dạ. Rồi à, điểm mạnh điểm yếu của Ngọc là gì? Dạ điểm mạnh của em là biết nấu ăn. Nấu ăn ngon. Nấu ăn ngon. À, những món gì mà mình thường hay nấu ngon được nhiều người khen nè? Dạ cá kho với lại thịt ram với lại lẩu. Trời ơi, trưa đói bụng mà nghe hấp dẫn quá ha. Dạ. Đói chưa? Dạ rồi. Cá kho, thịt ram, lẩu, dạ. Lẩu gì? Lẩu hải sản. Wow, đúng rồi, ở biển mà, Phan Thiết ha. Lẩu hải sản là tuyệt vời. Còn gì nữa nè, có điểm mạnh gì nữa không? Dạ. Rồi, vậy điểm yếu của mình? Dạ, nóng tính. Nóng tính luôn? Dạ. Rồi, đây cũng nóng tính, rồi đây cũng nóng tính, rồi đủ hai người quen nhau, rồi ai nhường ai? Trời ơi, nóng tính là nóng tính sao? Ví dụ cho chị nghe thử coi nè. Dạ em không có phải nóng tính như mọi người là đụng đầu phang đó, đụng đầu đập đó, nhưng mà ai mà nói em bực á thì em thường nói lại chứ em không có để. Ví dụ là nói chung là mình thẳng tính dạ. Chứ không phải nóng tính đúng không? Dạ. Rồi. À, nãy giờ hỏi bên đây rồi, bây giờ hỏi Thọ nè. Ví dụ như bây giờ là
mình gặp một cái người, thí dụ như trường hợp của Ngọc đây nè, thì cũng đang ở mình, cũng có nhà cửa ổn định phải không cưng? Rồi ở Phan Thiết ví dụ vậy, rồi bây giờ yêu nhau thì quen nhau, ví dụ và bạn ấy muốn là cuộc sống công việc bạn ấy quen với đó rồi, em thì đi đây đi đó ông lum, bây giờ muốn em về ở Phan Thiết thì em thấy sao, thí dụ vậy? Tí như thì gọi là ổn định thì em về đó mở cũng được. Công việc của em thay đổi có vấn đề gì không? Dạ không chị, thì em đi đâu cũng làm được hết mà, ngành nội thất của em mà. À, với lại em cũng có ngành cửa sắt, cửa điện, ngành điện rồi nữa. Ồ à, vậy là hay, và hai bạn này là tùy duyên thôi chứ còn là ai cũng có thể là đi đến cái chỗ của chồng hoặc của vợ mình để sinh sống rồi, đúng không? Để lập nghiệp. Bên đây thì một mình không có phụ thuộc gia đình cha mẹ anh chị em thì cũng đi được. Bên đây em cũng là coi như là một mình luôn đúng không? Cũng một mình. Cũng một mình luôn. Là coi như đi ở rể cũng được luôn. Dạ đúng rồi. Rồi vậy là cũng thêm một bước dễ nữa. Cái này là tùy hai mình có duyên với nhau không thì mình tính. Có nghĩa là bên đây cũng có thể là đến Phan Thiết ở, em thì cũng có thể là đi xa theo chồng, là coi như là một cái bước thuận lợi. Chứ thường có nhiều người lên chương trình mà nghe đi cái không chịu đi, mà thật ra mình làm vợ thì mình phải theo chồng chứ, hai người phải có người này theo người kia chứ, không lẽ hai chồng lấy nhau người ở nơi sao được, đúng không? Rồi nhưng mà cái lúc yêu đó em có ngại yêu xa không? Lúc lấy thì thôi khỏi bàn, lấy thì phải ở chung rồi, nhưng mà lúc yêu em có ngại yêu xa không? Dạ không chị, miễn quan tâm thêm. Thí dụ như bây giờ cỡ cái Phan Thiết bằng cái Túc ở Vũng Tàu rồi đi mấy tiếng mới tới vậy? Biết Phan Thiết không? Chưa biết, mấy bữa em cũng hay ra qua đó chơi tại vì có bà con rồi đó. Là đi mấy tiếng tới? Cứ là em đi là 4 giờ sáng đến 7 giờ sáng là tới rồi. 3 tiếng đồng hồ. Dạ. Thí dụ mà em muốn mình có bạn trai thì bao lâu mình gặp nhau là? Dạ nửa tháng. Cái gì dữ vậy? Phụ nữ mạnh mẽ quá. Phụ nữ phải yếu đuối, cần người đàn ông chăm sóc chứ. Dạ không, tại vì em thấy sao? Em là em thấy khác, hơi ở xa nên em thông cảm. Thôi, muốn thông cảm thì theo em thì giờ thí dụ bạn gái em ở Phan Thiết bao lâu em thăm bạn gái em được lần? Tí như thế thì sắp xếp một lần em ra một lần. Chị thấy ít nhất là từng phải gặp nhau một lần. Trời ơi, yêu đương gì mà mấy tháng gặp lần hay lần buồn lắm. Từng lần là ít nhất. Được nha. Phải chị với là tạo điều kiện vậy thì mới tìm hiểu nhau lẹ, mới tiến tới xa được chứ. Lại nhà em cũng có đạo. À dạ, nên em hỏi bạn là giờ đâu em cứ hỏi lớn. Bạn ở nhà mình có đạo á, bạn có chịu hay không? Dạ được ạ. Tại vì nhà mình là đạo gốc cho nên là vợ lấy là phải có làm lễ hôn phối phải đang đạo đúng không? Dạ. Em là đạo gì? Ôi vậy hả? Trời. Hai điểm cộng. Trời, cặp đôi này ngon nha. Cái chuyện đạo thật ra là rất quan trọng. Dạ, đúng tại rồi. Thật sự nếu mà ngoại đạo thì người ta thương mình, người ta vẫn chịu theo đạo của mình. Dạ. Nhưng mà người ta cũng là theo vì người ta thương mình, người ta theo thôi. Dạ. Chứ đôi lúc ta cũng không có toàn tâm toàn ý với người ta, không có hiểu được đạo rồi. Của mình. Mà nếu đã hai bạn nó cùng một đạo nữa thì quá tuyệt vời luôn. Cái đó không cần phải bàn cãi thêm. Ha. Thôi, bây giờ qua tình yêu nè. Tình trường là Ngọc có mấy mối tình rồi Ngọc? Dạ, em có hai mối tình chị. Hai mối tình đâu? Kể cho Tường nghe coi nè. Dạ, mối tình đầu tiên là anh đó đào cao đài. Dạ, cha em không chịu. Đào cao đài là cha không chịu. Rồi quen được bao lâu chia tay? Dạ được năm mấy á chị. Vì sao hồi đầu mới quen không chịu nói luôn đi đặng biết. Dạ hồi đầu mới quen á thì anh nói là đào anh ấy giữ thì em cũng thấy cũng được. Cũng được, nhưng mà cha em không chờ. Rồi cái người thứ hai? Dạ người thứ hai thì em vừa học công nhân ở Biên Hòa. Dạ rồi có quen một anh đó cũng ở Đồng Nai luôn, nhưng mà thời gian tại vì nói chung là nhà anh đó có điều kiện hơn, khá giả hơn nên em nghĩ em không có, với lại người ta không có tự nhiên người ta em dần đó chị. Thì đó là có lý do đó thì được chứ còn nếu mà mình mặc cảm như hoàn cảnh gia đình mình là không đúng ha. Rồi cũng chia tay. Dạ. Là quen mối tình nó được bao lâu? Chưa được năm. Rồi mối tình thứ ba. Dạ. Hai mối tình đó thôi đó. Dạ. Là tới giờ luôn. Là bao lâu rồi ha? Dạ cũng 4-5 năm rồi. 4-5 năm rồi. Rồi bây giờ 4-5 năm nay thì mình không có để ý ai hay là không ai để ý mình hay là như thế nào? Dạ có nhưng mà tại vì là thời điểm đó là cha em làm giấy bảo lãnh em đi Mỹ á, nên là em không có quen ai. Vậy là ba ở sống ở Mỹ. Dạ. Còn mẹ? Dạ mẹ em á, mẹ ruột em á là mất 22 năm rồi. À. Dạ. Rồi là ba với em trai là sống ở Mỹ thì bảo lãnh em. Dạ. Rồi sao rồi mình không đi?
em chưa kịp đi. Dịch năm vừa rồi ở Việt Nam mình dịch nhiều quá, lãnh sự quán họ đóng cửa hết nửa năm á chị. Hồ sơ của em bị tồn đọng lại. Rồi đến đồng lúc đó thì cha em bệnh, cha em phát bệnh được một năm cha em mất, nên là bây giờ em sợ hồ sơ của em bị hủy. Ủa, người thân mất là bị hủy hồ sơ hả? Dạ dạ đúng rồi chị. Cái người đứng bảo lãnh, đứng tên bảo lãnh mình á mà mất là sở di trú Mỹ người ta hủy. Rồi hay, mọi thứ đều là cái duyên số của mình hết ha, ở đâu cũng được, cố gắng sống thật là vui khỏe mạnh là được nha. Chúc cho em lúc nào cũng vui vẻ nha Ngọc nha. Rồi thì bây giờ đến mối tình thứ ba thì em có mong muốn như thế nào về cái người bạn trai của mình hay người chồng tương lai của mình? Dạ em muốn là cao hơn em. Cái gì hả? Cao hơn em. Cao hơn em. Em cao mét mấy? Em cao mét 63. Em muốn chồng cỡ cao cỡ mét mấy? Cỡ mét 7. Cỡ mét 7 à, bên đây cao mét mấy? Mét 7. Đúng mét 7 luôn hả? Dạ. Nặng nhiêu ký? Em là 65. 65 ký. Dạ. Tôi thì tôi thấy bạn này cái gì cũng được, chỉ có cái bạn hơi đen thôi. Chắc là tại công việc đi quá. Không mấy mai mốt về đừng cho làm nghề tài xế nữa, làm gì trong nhà thì nó trắng lợi, chứ giờ là hơi đen da vùng biển mà. Chứ còn chị thấy là tướng tá đồ mặt mày cũng được. Quan trọng là nãy giờ thấy phù hợp cái chuyện đạo là quan trọng, là vừa ý ba em nè đúng không? Cái chuyện thứ hai là thấy cái chuyện là có thể là cái chỗ ở mình thỏa thuận với nhau được là chị thấy hợp lý. Yeah. Rồi có tiêu chuẩn gì về người bạn trai nữa không? Ngoài cái chuyện chiều cao còn gì nữa không? Dạ yeah, đừng có lăng nhăng là được. Ừ. Sao? Dạ yeah, em không có lăng nhăng. Em không có lăng nhăng gì yeah. Nữa? Nhiều đó thôi. Còn cái vụ mà nhỏ hơn một tuổi đừng có ngại nha, không nghe lời chị Tường, cái chuyện đó không có quan trọng nha. Rồi còn bên đây tình trường sao, kể chị Tường nghe. Dạ, em có hai mối tình. Trời dạ, cũng giống là, bên đây ha, hai mối xưa tình. Là em có một mối tình nhưng mà cũng ở trên Bà Rịa luôn. À nhưng mà em về với bạn đó thì bạn người nhà thấy em hỏi là ủa con đi xe gì, con nói em đi chiếc quay. Ừ. Thì người nhà mới nói là thôi con đi vậy thôi, là con không lấy được con bé đâu. Ừ. Dạ nên em mới đi về. Đi về là em làm được vài năm thì em mới mua được chiếc xe. Ừ. Xe AB. Thì bắt đầu là người xe nhà gì? AB Black vậy. À AB, xe Black dạ, hả? Dạ. Xong người nhà thấy vậy mới kêu là dẫn người nhà đó. Dạ. Là dẫn con mối tình nó dài bao lâu? Dạ trong vòng 1 năm. Trong vòng 1 năm là về mấy tháng sau mua được chiếc xe khác. Dạ. Rồi nhưng mà nữa? Em không có quen người đó nữa. À thì cô đó đi lấy chồng. À sau này em mới quen được cái cô này ở dưới Long Điền. Ừ. Là cũng Bà Rịa Vũng Tàu luôn. Thì em quen là cô này cũng là công nhân, cũng được 2 năm. Ừ. Thì chuẩn bị cưới thì là em mới biết cô này đi lấy người khác. Trời ơi cái gì mà oan nghiệt vậy? Dạ, thì em đã sắm đồ đầy đủ hết rồi. Cô đi lấy chồng luôn rồi mà cô không báo em biết, đang quen với em đi lấy chồng luôn. Dạ. Thì sau này em đi làm mới thấy. Em mới hỏi ra ủa sao là như vậy? Bạn nó kêu là thì giờ tôi không thích quen anh nữa, thì tôi đi lấy người khác. Là lấy chồng trong lúc đang quen em luôn. Dạ. Không nói em tiếng nào hết. Dạ không. Nên em thấy vậy em mới đi về luôn. Là trong vòng 2 năm đó là em không quen ai nữa. Trời ơi số xui dữ trời. Dạ. Một cái là gia đình nhà gái là coi như chê mình nghèo đó ha. Dạ. Không thương xứng. Dạ. Còn dạ. Cái là sang ngang không nói tiếng nào. Không nói tiếng nào. Em có tìm hiểu nguyên nhân hay là em có suy nghĩ gì về hai cái câu chuyện tình của mình không? Dạ chắc là do cái duyên cái số. Nó không tên được với nhau. Rồi bây giờ em muốn tìm một người vợ như thế nào nè? Dạ, nếu em tìm được người vợ thì cái hiền hiền và trung bình xinh đẹp, không đẹp mấy. Gì hiền trung bình xinh đẹp không đẹp mấy là sao? Không mập lắm. À không mập lắm. Dạ. Đi ra ngoài thì em vẫn cho bạn là cứ sửa soạn bình thường. Ừ. Dạ. Vợ đẹp là ấy mà đâu có sao hết. À vợ đẹp thì mình hãnh diện thôi. Ừ. Không sao phải không? Dạ. Rồi. Dạ hết rồi. Hết rồi, chỉ cần hiền lành rồi là được rồi. Dạ. Nấu ăn nấu đồ thì em nấu được hết. À bên đây cũng nấu ngon mà. Em dạ. Cũng nấu được luôn. Dạ. Ở mình cũng nấu được luôn ha. Nhiều khi mấy bạn người kêu em nhậu nhẹt là em không nhậu. À nhưng mà bắt em đi xuống bếp không. À là các món em đều nấu hết. Cái tí nhà có đám tiệc có vậy em tự em nấu. Dạ, vậy nấu tiệc nấu đám được luôn. Dạ. Những món gì mình nấu được ngon kể nghe coi nè. Thì những món là em nấu lẩu như là cá mú hay là những hải sản. Ừ. Dạ. Không ấy hai chồng này nhiều khi lấy nhau về mở quán ăn được rồi nha. Nó dạ. Ở nhà mở quán ăn nó khỏi đi xe đi cộn chi cho nó cực.
rồi làm thêm mấy cái nghề kia là được rồi. Dạ. Dạ, tôi thấy ổn á. Rồi, thôi bây giờ thì để cho kích thích cái sự tò mò của các bạn, cũng như để thử xem cái cảm xúc của các bạn ngày hôm nay, cho nó vui khi mình đoán thử coi mình đang ngồi trò chuyện với ai nha. Rồi chị Tường sẽ gửi cho bạn xem, hai các bạn xem những cái hình trong cái app của Speak Couple để mình cảm nhận xem đối diện với mình là ai. Rồi vô đi. Rồi, đây là hai cái điện thoại, trong này đã cài cái Speak Up app Speak Couple rồi. Mỗi người là sẽ có đây, ví dụ là Hồng Ngọc 30 tuổi tìm đi cổ là ai, Văn Thọ 29 tuổi, trong đó mỗi người có 4 tấm hình để lựa chọn. Theo như mình dự đoán nãy giờ mình trò chuyện, mình đang trò chuyện với anh nào? Trong 4 người đó có người là thật thôi, kéo qua. À, lựa cho kỹ nha. Chắc em nghĩ đây. Anh này hả? Anh nào? Anh này. Anh này, sao lý do sao chọn anh này? Thì em nghe cao 1m7 với lại chị ốm 60 mấy ký. Cao 1m7 ốm 6 mấy ký là anh này hả? Được coi coi. Cao 1m7 ốm 6 mấy ký. Rồi giữ nguyên điện thoại đó, lát coi đúng không nha. Bên đây. Nãy giờ kéo qua coi hết 4 hình chưa? Dạ rồi, em thấy này. Kéo qua coi. Đây đây, để thẳng cái điện thoại, để thẳng cái điện thoại. Rồi kéo đi. Em thấy cô này. Lý do sao là chọn cô đó? Tại vì em thấy cô này là có duyên. Có duyên. À, có nghĩa là mình chọn theo cái ý thích của mình. Dạ đúng rồi. Mình thấy cô này có duyên. Dạ. Hay quá. Rồi, này chơi cho vui nhưng mà nhiều khi là cũng góp phần vô trong cái việc là mình cái cảm xúc của mình nha cả nhà. Mình mời các bạn, hai bạn hãy nhìn về phía cánh cửa trái tim nha, để coi cái sự dự đoán của mình ngày hôm nay đúng hay sai nè. Bình thường tôi hay nói là phụ nữ luôn luôn là có cái gọi là cái thần giao cách cảm á, cái nhảy cái sự đoán nó hay hơn đàn ông. Để xem ngày hôm nay thì như thế nào. Xin mời các bạn. Tên. Đúng rồi. Hả? Đúng. Bữa nay chàng trai đúng nha. Em sai. Em sai nha. Sai chắc bị phạt quá. Sao cảm nhận đầu tiên nhìn thấy cô ấy như thế nào? Dạ em thấy xinh, hiền. Đúng như ý mong muốn rồi ha. Dạ, chọn đúng bóc luôn ha. Dạ. Đã ha. Dạ. Chọn cái nhìn sướng ghê luôn. Rồi giờ chọn sai rồi, giờ nhìn thấy anh này thấy sao? Dạ cũng được. Đen không? Dạ. Quá đen ha. Có hơi thôi chứ không có đen. Hơi hơi thôi hả? Chị Tường phải nói lố vậy đó, vậy dạ. Em không có bất ngờ. Rồi cái này sao? Quên. Mà em tìm luôn. Em. Dạ cảm ơn. Không, này 1m7 đúng rồi. Dạ. Này chỉ cần tập thể dục cho nó săn chắc lại chút là được. Em đâu cần tới dục đâu, em cứ đi lên lầu xuống lầu riết à. Chuyên độ ha. Dạ. Rồi, thế thì bây giờ chị Tường sẽ dành riêng cho hai bạn một chút thời gian để hai bạn trò chuyện với nhau, cùng ăn một bữa cơm trưa của chương trình chuẩn bị sẵn nha. Có cái gì mình thắc mắc, mình không hiểu thì mình cứ thoải mái trò chuyện. Ít phút nữa thì chị Tường sẽ quay lại, được không? Rồi, rồi xin mời. Chào em. Dạ. Mời anh ăn. Mời em ăn. Em ở Phan Thiết, em ở ngay đâu? Em ở huyện Hàm Thuận Bắc. Hàm Thuận Bắc. Gần Phan Thiết. À, tại vì anh cũng hay đi ra Phan Thiết, tại vì nhà là có chị và đó. Chị ở đâu? Ở ngoài thành phố Phan Thiết. Với lại là ở đá Tàu Vô, em biết không? Em biết. Đó, thì anh cũng hay ra đó chơi. Cứ lâu lâu thì anh cũng hay ra đó chơi với gia đình. Là em cũng gần đó, nhà em gần gần ở mỏ đá Tà Vô đó. À, nhà em gần mỏ đá Tà Vô luôn. À. À, anh thì lâu lâu anh cũng hay đi ra đó ráp đồ ở đó. À. Em thì công việc em làm ở đâu? Em làm ở thành phố. Thành phố Phan Thiết luôn. Dạ. Anh làm cho khách sạn à? Dạ. À, khách sạn thì anh biết là em lại tân đúng không? Đúng rồi. Nếu có duyên có số thì anh và em gặp nhau để trao đổi câu. Đã có duyên có số thì anh và em đã gặp đến nhau thì là em có đạo luôn đúng không? Đúng. Nhà là em chỉ ở một mình. Đúng. Anh thì đang ở với gì? Tại sao anh không ở với cha mẹ mình mà lại ở với gì? Tại vì xưa là ba mẹ anh đẻ nhiều quá. Để nhiều quá. Ừ. Nên là ba mẹ anh mới đi ở với dì.
với bà ngoại là xưa từ nhỏ tới lớn, nên là giờ là bánh tay bánh chân là cứ ở cái gì. Nhà anh thì vẫn là ở cái bên. Dạ, cũng gần đó. Thế em có ngại về làm dâu không hay là? Không, làm dâu thì cũng không ngại. Cũng gần chứ không xa. Như anh thì tỷ như vợ muốn ở đâu thì anh ở đó vẫn được. Thì công việc anh là mọi có mọi việc hết. Cái việc anh cũng làm được hết. Dạ. Anh Đăng ơi, là anh ở với Vũng Tàu mới lên luôn á hả? Lấy Vũng Tàu lên luôn. Lên lúc mấy giờ? Anh đi lúc 5 giờ rưỡi. Dạ. Yeah. Anh đi xem đa lên. Dạ yeah, hả? Em đi bằng gì đó? Em đi xe khách. À, đi xe Quốc Phú, phải không, phải Quốc Phú? Không, đi xe Trung Nga. À, đi Trung Nga. Mấy bữa em đi Quốc Phú. Yeah. Không, sao nhà xe đó lạ quá? Tại vì không nhà biết. Xe đó là nó ở Vũng Tàu. Vũng Tàu đi Phan Thiết. À, đi Phan Thiết nó sẽ tới bến thôi đúng không? Đúng rồi. Nhưng mấy bữa anh đi á là anh đi bằng xe Honda đa. Đi, đi chơi, đi phượt, đi phượt rồi đi bằng xe Honda đa. Em có hay đi phượt đâu không? Hết á. Hoặc tại vì đi em là say xe nên là đi toàn là thích đi phượt xe máy thôi. Nhưng mà từ lúc cũng có bằng lái ô tô rồi nên là cũng làm biếng đi xe máy. Em có ngại là lấy tí quen anh mà anh tài xế vậy, em có ngại không? Không. Không ngại. Tại vì anh không phải là chạy đường dài. Đúng. Anh chỉ chạy là đường hàng nội thất thôi. Cũng tùy người mà, đâu có ai giống ai đâu. Có duyên cái số nên anh với anh mới lên mới gặp với nhau. Một tháng anh làm lương được bao nhiêu? Tháng hả? Một tháng anh là cho đi một tháng anh làm là bèo nhất là 15 triệu. Ừ. Tại mình đang thuê sản phẩm. Giờ tí anh lắp đồ nhiều thì anh ăn được nhiều. Rồi có đồng lương theo ăn theo hoa hồng. Ừ. Anh vừa đi lấy hàng, vừa lấy hàng về xong anh làm, anh đóng. Tí như sau này có vợ có con thì mình mở xưởng. Mở xưởng mình làm. Sao này em tính làm, em làm lễ tân luôn đúng không? Làm lễ tân hay là em làm nghề khác gì nữa không? Chưa biết. Hiện tại đang làm lễ tân. Lễ tân tháng cũng ổn lắm mà. Dạ. Nếu con có nhớ, nó giờ giấc nó hơi khác. Đúng rồi. Hay phải đi ca. Thì anh chứ thì... không ai mà, chứ cũng không ai nhận ca tối cho mình hết. Đúng rồi. Ca cũng phải xài ca. Ừ. Nên chừng nào anh về lại Vũng Tàu? Nếu kêu mà anh xong hết là anh cũng chiều anh về. Em bây giờ là xe nó đang điện rồi đó. Là em đi về Phan Thiết luôn? Đúng. Tại chiều nay vô ca. À. Tuần này là em làm sáng. Nhưng mà hôm nay đổi cho con bé làm tối. Nó làm sáng giùm. Em đi vô đây. Rồi bây giờ phải lên xe về lại để chiều làm. Anh thì đi... Bữa nay thì em đi lên anh coi dáng. Coi dáng là để mình đi về mình đóng. Dạ. Dáng thì anh cũng lấy bên Hóc Môn. Tùy theo à. Ừ. Dáng là dáng gì? Thì dáng ép. Dáng cốt pha hả? Không, dáng ép mà để mình về mình đóng tủ. Ừ. Đóng kệ trang trí. Anh là vừa kỹ thuật là vừa tài xế luôn, vừa ráp ráp. Là chiên hết luôn. Ừ. Em không biết nấu ăn mà em biết những món gì. Thì những món đơn giản ăn bình thường thôi. Chứ em không, cũng không có cầu kỳ.
anh thì cái gì cũng nấu được hết mà không có cầu kỳ người ta. Dạ, em cũng vậy, cũng nấu bình thường thôi chứ không có mấy món cầu kỳ. Ví dụ như làm con gà hay làm con vịt chắc em kêu em làm là em không biết đừng làm rồi đó. Không biết làm. Anh như cái gì anh cũng nấu được hết, gà hay cái gì miếng hải sáng cái gì anh nấu được hết. Ở nhà cả đám tiệc là cứ kêu anh nấu. Nãy giờ có ăn được miếng nào không? Dạ có. Rồi uống miếng nước đi cho nó trôi giọng nè, rồi tâm sự tiếp nè. Uống nước ăn uống thoải mái đi cưng, không ngại gì hết. Nãy giờ mình trò chuyện được nhiều chưa? Dạ nhiều chị. Thấy sao? Cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Dạ hợp. Hợp? Dạ. Trời ơi, không tự tin thấy sợ luôn vậy. Có hỏi người ta chưa mà biết hợp? Dạ hỏi rồi. Hỏi rồi? Dạ. Cổ nói sao? Thì em hỏi là cổ ở đâu rồi vậy đó. Hỏi như đó thôi là biết hợp đó hả? Dạ. Tại vì em cũng hay đi qua đó mà. À. Dạ. Hiền là em thấy ảnh như thế nào? Như thế nào? Có điều gì thắc mắc cần muốn chị tra vấn không? Chị nghiên cứu giùm cho. Dạ. Thấy cũng hiền. Hiền, chị cũng thấy hiền. Thì thật sự là chị nghĩ là mọi người cũng phải là có cho nhau cái thời gian để tìm hiểu. Tại vì nhìn cơ bản thì chị thấy là hợp. Hồi đầu chị đã nói rồi, nhìn cơ bản là thấy là hợp. Nhưng mà quan trọng là còn phải tìm hiểu nhau nữa. Tại vì đến đây mình đến với chương trình, mình đến với chương trình thì thật sự là các bạn đều là những người cũng là chín chắn, cũng muốn tìm một cái nơi đàng hoàng nghiêm túc. Thì 30 phút trên cái chương trình thì nó không có đủ cái thời gian. Nếu mà mình cảm thấy nó phù hợp thì mình sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu được nhau nhiều hơn nha. Rồi bây giờ mỗi người bóc một lá bài đi nè, bóc một lá bài mình cùng tâm sự thêm coi là để mình hiểu nhau được nhiều hơn về quan điểm của nhau. Em đọc trước đi. Quan điểm của bạn về việc con dạy con cái. Rồi bên này câu gì? Hãy nói điểm bạn thích ở đối phương. Rồi. Và điểm chưa thích. Rồi. Bây giờ mình sẽ nói cái điểm này, cái câu này trước đi ha. Có điểm nào ở bạn này hồi nãy giờ em nhìn thấy là có điểm nào em thấy là ổn, điểm nào em thấy chưa ổn? Mình thoải mái mình chia sẻ để mình hiểu nhau nhiều hơn. Dạ thì ổn thì em thấy ổn chị. Có điều gì em thấy chưa ổn không? Dạ em cũng chưa nhận. Chưa nhận ra. Trước mắt cơ bản sơ bộ là ổn. Dạ. Còn em? Không, ví dụ này trước. Em thấy cái nào đối phương có cái gì điểm gì ổn? Đó nên mình cùng bàn luận chung bằng hai cái chủ đề. Em thấy bạn rất là hiền. Không. Chưa nói thôi chứ không hiền đâu. Nói thật lòng nha, rồi gì nữa. Rồi. Em thấy bạn hiền nhưng mà bạn rất là giỏi. Giỏi chỗ nào? Tại vì bạn nói một mình nhưng mà bạn nói rất là giỏi. Em rất là nể bạn. Rất là nể bạn. Dạ. Rồi, ok thì đó. Vậy là cũng những tín hiệu đang là tốt ha. Dạ. Đang là tốt. Về ngoại hình thì có phải cái hợp cái gu của em không? Hay là nãy giờ em nhìn là những cái điểm nào trên gương mặt cô ấy hay là trên người cô ấy là em cảm thấy là đúng gu em nhất, em thích nhất? Dạ không, thì đúng gu em mà. Đúng gu em mà. Dạ. Điểm không, nào trên mặt của cô em thích quá. Nhất? Tại em thấy cổ rất xinh. Dù trang điểm đi nữa em nhìn cổ rất là xinh. Dù trang điểm đi nữa em nhìn thấy rất là xinh là sao? Không trang điểm. Dù không trang điểm là em nhìn xuyên thấu qua cái lớp trang điểm này luôn. Dạ đúng rồi. Là dù không trang điểm là vẫn rất là xinh. Dạ. Hợp gu luôn. Dạ. Rồi tướng mignon nữa đúng ý luôn phải không? Dạ. Trời ơi, lần đầu tiên tôi nghe nhìn xuyên lớp trang điểm luôn, ghê thiệt. Dạ. Rồi. Rồi, bây giờ tới cái chủ đề này. Chủ đề qua dạy con cái. Bây giờ là... tỷ như sau này có con thì em đi về nhưng mà em thấy vợ làm thì em vẫn chăm con. Vẫn chăm con, vẫn phụ với vợ. Ví dụ như hai vợ chồng có cái chuyện bất đồng quan điểm trong cái chuyện dạy con thì em sẽ xử lý như thế nào? Thì nếu mà em thấy vậy em phải dạy con lại. Không, được. Hai vợ chồng mình bất đồng quan điểm trong cái chuyện dạy con, nghĩa là người thì muốn dạy, người thì muốn khác, thì em sẽ xử lý như thế nào? Em thì... nghe theo vợ hay là em phải giữ cái chính kiến của em hay là như thế nào? Nếu mà vợ đúng thì em cho vợ đúng. Em phải thấy em đúng chứ, bình thường mình đã tranh cãi có nghĩa là mình có cái lý của mình. Dạ, rồi. Nếu mà tranh cãi thì em không có tranh cãi. Em không có muốn cãi nhiều. Là em phải nhịn thôi. Thì chừng nào vợ mà nguội thì em mới nói lại với vợ nghe. Thì chẳng lẽ hai người mà nóng hết cũng không được. Rồi
có nghĩa là sẽ nhịn vợ, đúng nghe rồi. Theo ý của vợ rồi dạ. Thảo luận sau ha, dạ. Không tranh cãi ha. Dạ. Rồi thế còn em là sao trong cái chuyện giáo dục con cái? Thì ví dụ như giờ trước tiên là em nghĩ là mình muốn sinh mấy con nè, rồi ai trong cái vấn đề dạy con, ai sẽ là cái người gọi là nắm cái vai trò chủ đạo? Dạ thì em chắc em không dám sinh nhiều. Em sợ đau lắm. Sợ đau lắm hả? Vậy thì bà cũng phải có sinh, nhưng mà vẫn có sinh con chứ. Dạ. Đúng không? Dạ. Mấy đứa? Chắc một. Chắc một rồi hả? Rồi nếu mà đã một thì càng quan trọng hơn cái chuyện chăm sóc dạy dỗ, đúng không? Dạ. Bây giờ theo em nói giống như câu hỏi hồi nãy chị hỏi, nếu mà hai vợ chồng có cái sự bất đồng trong cái việc mà chăm con thì mình sẽ xử lý như thế nào? Thì tại vì em cũng nói là em cũng hơi nóng tính, nên là chắc em cũng phải nhường nhịn. Dạ, tại vì em với thằng em trai em cũng vậy. Hai chị em là như là hai thế giới khác nhau. Em với nó nói chuyện ra không có ai hợp với ai hết, lúc nào cũng cãi lộn, nên em lúc nào cũng là người im lặng và thời gian nhường nhịn nó thời gian xong rồi nói lại. Mai mốt với chồng với con cũng vậy luôn. Dạ thì nếu mà có tranh cãi quá thì em cũng làm thinh. Dạ em làm thinh, nhưng mà em cũng làm theo ý của em một phần nào đó thôi. Trời, cái đó mới mệt á. Làm thinh nhưng vẫn làm theo ý nha. Yeah. Thì theo như em giờ trong chuyện vậy, ví dụ mình dạy con, thường cha mẹ đi là sẽ chia ra phải có một người đóng vai ác, người đóng vai hiền để dạy, đúng không? Thường thường đóng giống như là một người phải là nghiêm khắc, rồi một người cũng phải cưng nựng chăm sóc cho con. Yeah. Thì theo như em ai sẽ là người đóng vai ác? Hai vợ chồng ai đóng vai hiền lành, ai đóng vai ác? Theo như em chắc em đóng vai ác. Em đóng vai vì thấy mặt này có vẻ đóng vai hiền hợp hơn ha. Yeah. Chắc là mẹ sẽ phải nghiêm khắc, còn cái gì là ba là ngọt ngào với con, đúng không? Em thấy sao? Dạ. Cô đóng vai ác được không? Dạ cũng được. Trời ơi, hồi nãy mới khen ta hiền, bây giờ là đóng vai ác cũng được. Rồi ok. Yeah. Rồi, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Rồi dọn đồ ăn đi em ơi. Rồi thì bây giờ là chị Tường cũng đã dành cho hai bạn thời gian trò chuyện tâm sự rồi. Bây giờ chị nghĩ rằng là cho nó có cảm xúc một xíu ha, cho nó thử coi mình có cái sự va chạm, coi có cái luồng điện gì chạy qua, coi có cảm xúc gì với nhau không. Bây giờ em mạnh dạn lên nè, em bước qua bên đây, em xin được nắm tay bạn gái, rồi em nói vài câu, biết hát không? Dạ không. Rồi thôi vậy thì qua nói chuyện, mình muốn tâm sự gì đó, vài điều thuyết phục bạn gái hay là muốn cái gì đó tùy em nha. Rồi mình về chỗ, mình chuẩn bị bấm nút hẹn hò. Làm được không? Dạ. Mạnh mẽ lên. Dạ. Mời em bước qua. Đứng sau lưng nè, qua đây nè, hai bạn đứng lên bên đây nè. Rồi đứng ra ngoài luôn, ra ngoài luôn. Để đứng ra đây luôn cho nó đẹp. Đó, rồi, nói đi. Chị chịu làm bạn gái anh được không? Nói gì vậy? Chịu dạ. Làm bạn gái anh được không? Trời, sao vô mình vô thẳng vấn đề dữ vậy trời. Thẳng thắn quá vậy. Bây giờ trước tiên xin nắm tay cái trước đi rồi hẳn nói chuyện. Được, nắm tay một xíu được không? Trời, xin ta chưa cho nắm luôn. Trời ơi là trời. Vậy em chịu làm bạn gái anh nha, được không? Dạ từ từ á. Ok, con nói câu gì khác đi. Hôm nay được gặp em, anh thấy trong người anh sao sao rồi anh sẽ hứa cái gì thì tự nhiên người ta mới chịu chứ, cái khơi thì tự nhiên vô làm bạn gái được không? Quen được em thì giờ có gì cái số thì anh, nếu như được anh sẽ lo cho em suốt cuộc đời, em chịu không? Rồi ok, nồm quá là được rồi. Con về chỗ. Trời ơi, vô chưa gì em nói câu nào vô đầu tiên là bạn gái anh được không? Rút kinh nghiệm nha. Dạ. Mai mốt không có vậy nha. Ví dụ mai mốt hẹn hò đi chơi là mình không có, đừng có bắt phụ nữ trả lời mấy cái câu đó, người ta ngại lắm. Dạ. Mới gặp nhau tự nhiên hỏi vậy không lẽ người ta nói dạ, được. À, mình hỏi vậy là mình làm mất cơ hội mình, dù người ta muốn được đi chăng nữa, ta muốn gật mà mình hỏi vậy sao người ta dám gật. Dạ. Mình phải nói bản thân mình trước, như là gặp em anh rất là quý, anh rất là thích. Giờ anh thấy là người anh sao xuyến rồi hay là sao đó. Nếu mà có may mắn anh quen được em thì anh hứa sẽ làm vậy. Rồi có cái gì không có phù hợp thì em chia sẻ thêm để mình tìm hiểu nhau. Chứ ai đâu mới gặp người làm bạn gái nhau được không? Lung quá vậy. Lung quá hả? Dạ. Mà hãy cảm nhận cho mình thế nào. Dạ. Khi nắm tay cổ thấy có cái gì không? Tim cứ đập. Tim đập chứ không đập chết sao? Chán ngầm ghê á. Thiệt thà hiền lành quá à. Dạ. Rồi thôi được rồi. Bây giờ mời hai bạn đặt tay vào nút bấm nha. Đây là cái nút bấm trái tim này nè, đặt tay vào đây, suy nghĩ thật kỹ. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò thì mình bấm vào, bấm mạnh vào cái trái tim. Nếu mình không đồng ý thì mình có quyền lấy tay ra. Chị Tường là cái người giới thiệu, cái người mai mối và cố gắng
khơi gợi câu chuyện để các bạn hiểu nhau. Còn các bạn lớn hết rồi, mình có quyết định chọn nhau để đi đường dài với nhau, để tìm hiểu nhau hay không là quyền của các em. Nhưng mà sơ bộ thì rõ ràng là chị Tường thấy nãy giờ, chị nghĩ là khán giả đang theo dõi chương trình cũng có một cái sự cảm nhận là về tuổi tác, về quan điểm sở thích và cái hoàn cảnh là hai đứa em là phù hợp. Còn về cảm xúc thì chị không có biết, cái đó là cho hai em cảm nhận thôi nha. Suy nghĩ thật kỹ rồi đưa ra quyết định của mình. Nếu nó đã là cơ hội thì mình đừng bỏ qua. Còn nếu mình cảm thấy thật sự mình không có bị không có một cái chút nào rung động thì mình có quyền bỏ cái cơ hội, tùy mình thôi nha. Nhưng mà giờ chị vẫn muốn em hát bài cho nó sôm, cho nó vui lên. Em không biết hát luôn. Kệ, hát vài ba câu cũng được nữa. Em không biết hát thiệt luôn á. Xảo quá. À. Thiệt. Không hát là cổ bấm gớt đó. Cổ đã nghiêm rồi, buồn rồi mà bây giờ mình căng mà cô gái căng muốn chết luôn. Thấy không? Bây giờ mình nói gì vài ba câu, mình hát vài ba câu đi. Làm gì tài xế đi lấy xe mà không có nghiêu ngao vài câu. Vì cái em hát dở quá. Kệ sao? Đi, vui là được rồi. Em vậy thôi, kệ đi chị. Vỗ tay đi Cường ơi, chính thức ủng hộ tinh thần, vỗ đi. Ẩm đi, ảnh hát em hát nha. Nha. Chứ giờ nó buồn siêu, cái chương trình nó buồn hiu à. Phải hát lên, phải cười lên. Vậy em phải làm sao bạn gái cười được em mới thành công. Để giờ mà dở quá em cười cũng không được luôn chị. Không, dở mắc cười em ơi. Dở là mắc cười á. Giờ em cũng biết hát bài gì luôn thôi. Vài câu thôi, 2, 3. Bạn ngỡ ngỡ rồi. Được không chị? Được. Ngỡ dạ ngàn là ngỡ gì cũng được. Hôm nay ngỡ gì ngỡ luôn. 2, 3. Anh nhớ vẫn thấy em nhiều, anh thấy lòng trôi lẻ loi, cô đơn cùng với đêm dài, cứ trôi theo anh từng ngày. Em ơi giờ đây anh cần, cần một bờ vai em ơi. Nên không cần ai lúc này, nhưng cười rồi kìa, vậy là thành công rồi. Sao em cảm nhận giờ khác ảnh sao? Tốt nhất đừng nên hát. Nhỏ cũng phàn rất thích. Tốt nhất đừng nên hát nhưng mà dễ thương mà. Yeah. Rồi đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Cười là em thành công rồi đó. Chúc em may mắn nha. Yeah. Rồi đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, hãy đưa ra quyết định của mình. Rồi xin mời hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. Nhắm mắt lại. Hãy cảm nhận cái cảm xúc của mình hiện tại, suy nghĩ về nãy giờ mình trao đổi với nhau, suy nghĩ thật là kỹ rồi đưa ra quyết định. 1 2 3. Bấm nó giữ luôn cưng, bấm nó phải giữ luôn. Rồi bây giờ tôi hỏi sao cô gái bấm chậm vậy? Dạ em bấm có một ấy nó không có lên đèn. Rồi sao bấm lẹ không... vậy? Mới đếm tới số 2 bấm rồi. Yeah, nôn quá. Nôn quá. Rất là dễ thương. À, thật sự là chị Tường cũng hy vọng là hai bạn ai cũng đang sống một mình lẻ loi thì trước mắt là mình hãy quan tâm thăm hỏi nhắn tin ha. Giờ có thời đại 4.0 rồi. Gọi FaceTime thấy hình ảnh để mà ủng hộ tinh thần nhau. Cố gắng sắp xếp một tuần phải thăm cô được một lần. Dạ. Yeah. Rồi mình mới tìm thì hiểu. Rồi em chạy xuống đó gần mà. Rút ngắn cái thời gian. Dạ. Có thể là hy vọng là hai bạn sẽ sớm về chung một nhà. Dạ. Nha. Rồi cảm ơn hai em. Mời hai em qua đây. Ở đây đi đường này qua cũng được nè. Rồi nhanh. Rồi bây giờ thì xin phép nắm tay thật sự nha. Bây giờ chúng ta là trong chương trình hôm nay chúng ta đã bấm nút hẹn hò là chúng ta chấp nhận cho đối phương tìm hiểu mình. À, một cặp đôi rất là dễ thương tại chương trình. Rồi thì Tường sẽ xin chúc cho hai bạn sẽ có một cái thời gian hẹn hò với nhau thật là vui. Rồi chương trình cũng dành tặng cho hai bạn một phần quà nhỏ, đó là gói Ruby của ứng dụng Speak Couple vừa ra mắt của nhà MCV với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cho cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn.